tình. Mối tình thứ ba thì cũng gần đây nhất, đó là cũng tiến đến hôn nhân. Nhưng mà sau khi đám cưới 3 ngày á, thì em lại tiếp tục độc thân. Em kết hôn được khoảng 5 năm thì em ly hôn. Mới lớn, gái mới lớn, yêu cái quen rồi cưới luôn vậy đó. Có một bé nè, dạ bé hiện tại là 9 tuổi rồi. Cũng có nhiều, rất là nhiều, nhiều người cũng ngỏ ý với em á. Nhưng mà thật sự ra là em cũng có một cái gì đó nó rào cản. Xin được mời nhà gái. Trời ơi, xin mời cô gái dễ thương quá. Mời nhà trai. Mời đi em trai. Rồi, mời cô ba miệt vườn giới thiệu về mình nè. Em là Nguyễn Thị Bạch Huệ, sinh năm 1996. Nghề nghiệp là hiện tại là làm kinh doanh xì ba. Bạch Huệ 96 ha. Dạ. Huệ ở đâu? Dạ em ở Đồng Nai à. Nhà trai nghe rõ chưa ạ? Nghe rõ rồi, mời em trai. Dạ, lần đầu tiên xin gửi lời chào đến Quyền Linh. Dạ, chị Ngọc Lan, bạn nữ bên kia và toàn thể quý vị khán giả đang xem đài. Dạ, em tên đầy đủ là Trần Huy Thiện. Em sinh năm 93, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Cần Thơ. Thiện làm gì Thiện? Dạ, em bán hàng bên mảng thực phẩm chức năng và làm shipper luôn ạ. À, rồi giỏi vậy đó hả? Dạ. Nghe hai cái tên bạn này cảm giác nó yên bình lắm. Huệ Thiện nghe giống như là nghe nó thiền quá ha. Nghe nó bình an lắm á. Dạ, nhìn cái mặt cũng thấy phúc hậu lắm á. Mặt bên đây cũng vậy ạ. Bên đây nhìn chút xíu nữa là lá ngò là thấy tưởng lá ngò là sao? Đầy lá lắm, sẽ đánh tươi luôn. Em ưu điểm khuyết điểm nào nói cho nhà gái nghe coi. Dạ, ưu điểm của em là em biết quan tâm, chia sẻ, biết ơn, sống tích cực và không tứ lỗ tường á. Cái biết ơn nó mới quan trọng cuộc sống này. Chúng ta phải luôn luôn biết ơn và cảm ơn. Điều này rất là tốt luôn. Có tật xấu gì không? Hơi nhút nhát trong tình cảm. Nhút nhát trong tình cảm? Dạ. Làm ăn có nhút nhát không? Dạ, cái đó thì dạng lắm. Dạng lắm đúng không? Rồi, được rồi. Đó, ưu điểm, khuyết điểm nhà trai tôi vậy đó. Rồi, chào. Trời, Huệ đó hả? Dạ. Dễ thương không? Huệ, dễ thương. Sao Huệ? Ưu điểm, khuyết điểm là gì Huệ? Ưu điểm của con là vui vẻ, hòa đồng với mọi người, chịu cực, chịu khổ được, xuyên làm á. Khuyết điểm là dễ tin người lắm. Ai nói khổ cái hay là như nào là siêu liền. Kiểu ai mà khổ cái là có thể là con giúp đỡ được thì con sẽ giúp. Hai đứa này mặt rất là tươi nha Lan. Ừ, bạn này mặt thiện lành lắm. Bên đây cũng rất là thiện lành luôn vậy đó. Tình trường của Huệ thì sao? Em có bao nhiêu mối tình rồi? Hồi trước là em có một mối tình là chồng cũ em á. Dạ, hiện tại là em cũng đã ly hôn rồi. Có một bé nè. Em bé bao nhiêu tuổi? Dạ, bé hiện tại là 9 tuổi rồi ạ. Vậy là em kết hôn rất sớm. Dạ đúng rồi. Giống như là còn mới lớn, gái mới lớn, yêu cái quen rồi cưới luôn vậy đó. Kết hôn bao lâu? Em kết hôn được khoảng 5 năm thì em ly hôn. Mình chia tay bao lâu rồi? Dạ chia tay thời điểm này cũng được 5 năm rồi. Trong 5 năm mà em chia tay thì em có tìm hiểu thêm một người nào nữa không? Cũng có nhiều, rất là nhiều, nhiều người cũng ngỏ ý với em á. Nhưng mà thật sự ra là em cũng có một cái gì đó nó rào cản. Tại vì em sợ là nếu mà mở lòng ra á thì liệu người ta có chấp nhận con trai của em không, và thương con em không. Nên đôi khi em cũng chặn lòng để đó. Nên để tạm thời là ổn công việc trước mọi thứ rồi bắt đầu cái xin em mới giờ mới mở lòng ra được. Ra thì thời điểm này nó cũng phù hợp với em bởi vì con thì cũng lớn rồi mà em thì còn quá trẻ đúng không, cho nên mình tiếp tục một cái trang mới thì nó cũng là phù hợp, với lại cũng đã đủ chín chắn để em có thể lựa chọn được rồi. Để chị qua đây chị hỏi thăm anh chàng bên này. Ủa nhưng bên đó lấy chồng sớm quá nha. Dạ chào. 96 hả? Sao nghe hoàn cảnh bên kia thấy sao? Dạ em đồng cảm. Tội nghiệp ha, em nhìn mặt thấy thương lắm, mặt dễ thương lắm. Dạ. Tình trường của mình sao, nói chị Lan nghe coi. Dạ thì trước giờ thì em có 3 mối tình. Mối tình thứ nhất là năm hồi còn học phổ thông thì có quen cô gái đó thì cũng gần năm, thì sau đó thì không hợp thì chia tay. Còn mối tình thứ hai thì cô gái đó lớn hơn em 2 tuổi, cũng có một đứa con. Nhưng mà sau một khoảng thời gian quen thì em cũng có đề cập đến đám cưới. Nhưng mà kể từ khi đó thì cô gái đó bắt đầu tránh em, và khi mà em liên lạc lại được á thì cô gái đó nói là em là trai tân, trong khi cổ vậy thì không xứng, cho nên là cổ chủ động cổ cắt liên lạc với em luôn. Tới thời điểm bây giờ cũng mấy năm rồi. Còn cái mối tình thứ ba thì cũng gần đây nhất, đó là cũng tiến đến hôn nhân. Nhưng mà sau khi đám cưới 3 ngày á thì
em lại tiếp tục độc thân. Kỳ vậy? Có ba ngày thôi hả em? Em có biết nguyên nhân không? Dạ biết, tại vì chính bạn bạn đó và gia đình cũng thừa nhận và xin lỗi. Tức là do là cũng là mai mối thôi. Sau một khoảng thời gian tìm hiểu thì em thấy bạn đó cũng vui vẻ. Từ khi mà rước dâu về á thì rất là lạnh nhạt với em. Bạn đó mới nói duyên với em là lấy em á là do ở nhà ép quá, ở nhà ép quá. Chứ thực tế là chưa muốn lấy chồng, càng không muốn lấy em. Sau khoảng nửa tiếng đồng hồ sau thì em nhận được cuộc gọi ở dưới ba mẹ vợ là kêu em chở cô gái đó về, lý do là nhớ nhà. Thì em nhận ra ngay là lý do đó không hợp lý, tại vì mới có hôm qua là phản bác thôi. Cũng khó hiểu quá ha, cái trường hợp này nó thì nghe nó nhức đầu quá thôi. Thì cái kết quả cuối cùng là nội ngoại bên cô gái đó cùng với gia đình là lên xin lỗi nhà em và trả lại các khoản lễ vật. Dạ. Trời đất ơi, cưới có 3 ngày vậy thôi đó hả? Dạ, chỉ 3 ngày. Rồi có con, có kịp có con không em? Dạ, em chưa đụng được luôn. 3 ngày mà chưa động phòng luôn hả? Dạ. Thật ra nếu mà câu chuyện nó diễn biến đúng như vậy thì tội nghiệp ha. Rồi, nãy giờ tôi thấy hai cái gia đình này. Cái hoàn cảnh quá. Bây giờ mình biết chuyện cũ vậy thôi, để mình nắm vậy thôi ha. Bây giờ mình muốn có một cô dâu mới như thế nào nè? Người phụ nữ mà em đang tìm á, thì thứ nhất là biết quan tâm, chia sẻ. Cái thứ hai á, là biết tôn trọng người khác và biết điều. Còn cái thứ năm á, là không cờ bạc. Con bài không vậy? Cờ bạc. Con ghét cờ bạc luôn á, thật sự luôn. Cái đó mình đáp ứng được đúng không? Dạ. Nhu cầu của mình tìm một người bạn trai thế nào? Biết quan tâm. Dạ. Bên kia người ta yêu cầu quan tâm thì chắc chắn ta sẽ quan tâm. Giống như là biết kính trên nhường dưới vậy. Cũng có một phần nữa là trách nhiệm. Tóc tai có cần nhiều tóc gì không? Tóc tai có cần nhiều tóc gì không? Có tóc là được rồi, mà không có tóc cũng được. Mình kia cái khả năng có tóc nó hơi ít chút xíu nha. Mình phải nói trước để hồi gặp nó không có bất ngờ, đúng không? Nhưng mà chắc con làm ngành này mà thích có tóc thì con cũng cho có tóc được luôn mà không muốn không. Ồ, hay vậy. Hỏi gia đình đi. Đúng rồi. Chàng trai đi với ai? Dạ, em đi với em trai. Cái giao diện của em trai khác quá ha. Khác xa luôn á. Dạ, em chào chú Việt Linh, chào Ngọc Lan, chào bên nhà gái, chào các vị khán giả. Em thấy chị ở đây làm sao? Dạ, em thấy chị gái bên đây xinh đẹp lắm, nói chuyện cũng dễ thương. Nét mặt cũng chất phát, có một nét nào đó giống người miền Tây đó. Nếu mà chị cảm thấy được thì hãy cho nhau cơ hội tìm hiểu với nhau. Huệ đi với ai Huệ? Dạ, em đi cùng với em gái ạ. Dạ, em là em hồi xưa thì em có làm chung với chị Huệ. Sau rồi bây giờ em vẫn còn làm, nhưng mà giờ chị Huệ là chủ, em là nhân viên. Tính của chị Huệ là sống rất là tình cảm. Tại vì tình cảm quá cho nên là hay chịu thiệt thòi vì mình rất là nhiều. Anh bên đây thì em thấy là dễ thương đó, kiểu tròn 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 á, dễ thương, thật thà. Nói chung nghe anh nói nghe thấy cũng thương á. Mong là hai anh chị là cho nhau một cơ hội. Rồi, cảm ơn em. Nói chung là hai bạn đều hoàn cảnh nó cũng na ná như nhau. Dạ. Lỡ lần đò mà còn trẻ tuổi quá. Dạ. Nào bây giờ thì sao? Mở rào. Dạng tiến tới luôn. Nào Thiện, cảm ơn. Em có cảm nhận gì về anh? Nhìn thấy anh khuôn mặt thì nhìn hiền. Tóc tai vậy được không? Cái này cũng đỡ tốn tiền cắt tóc. Cũng đỡ tốn tiền cắt tóc. Thấy thiện lành lắm á. Anh thấy em như thế nào ạ? Em xinh đẹp, có nhiều điểm tương đồng anh thích. Em cảm ơn. Rồi bây giờ hai bạn nói về hẹn hò đi. Tại vì một bạn là ở Cần Thơ đúng không? Dạ. Rồi một bạn là ở Đồng Nai, mà bạn nữ này thì lại không bỏ việc được đó. Riêng về cái này thì em không quá quan trọng lắm. Thì một tháng thì em nghỉ được 4 ngày, tùy thời gian của bạn nữ. Dạ. Thì cái đó thì em chủ động được. Thì nếu như mà công việc của em thì có thể là em cũng sắp xếp á, 1-2 ngày nghỉ gì đó để đi chơi chung gì đó thì cũng được.
Hiện tại thì em đang có một bé 9 tuổi nữa, nên là không biết anh sẽ như thế nào. Cái đó nó không phải là vấn đề. Anh thì anh và gia đình thì nó nhẹ nhàng cái việc đó lắm. Giả sử mà sau khoảng thời gian mà tìm hiểu á, tiến tới hôn nhân thì em dự định là mình sẽ về Cần Thơ hay là tiếp tục ở trên Đồng Nai nhỉ? Nếu là em á, hiện tại thì công việc của em đang ổn định ở Đồng Nai rồi, thì em muốn công việc của mình là cũng ở Đồng Nai luôn. Tại vì ở dưới kia thì em chưa biết như thế nào hết. Còn thực tế thì em thấy ở đây là em đang phát triển, đang rất là ok rồi. Đúng rồi, Huệ nói đúng đó. Bây giờ mình chưa biết chuyện tình yêu hai đứa thế nào, cũng chưa bao giờ tính được cái chuyện đó hết. Bây giờ nếu về Cần Thơ làm gì? Em có mặt bằng không? Dạ có. Em có mặt bằng không? Nhà em ở đâu? Dạ, nhà em ở trung tâm Cần Thơ. À, trung tâm luôn. Em đang ở với ai dưới? Em đang ở với ba mẹ. Với ai nữa? Với bà nội. Vậy thì cũng có điều kiện, để mà em có thể phát triển. Thật ra được Đồng Nai cũng là một nơi chuẩn bị sân bay Long Thành cũng hoàn thành rồi, là một trong trung tâm đô thị không có nhỏ đâu nha. Dạ. Thành phố Cần Thơ cũng vậy. Dạ. Vấn đề là tình yêu hai bạn có đủ lớn hay không thôi. Dạ. Cái chuyện đó anh nghĩ rằng tụi em sẽ tính được. Rồi bây giờ Thiện đứng lại nắm tay Huệ nào, để hai bạn nhìn thẳng vào mắt nhau. Bây giờ Thiện nói đi, trong lòng mình nghĩ suy nghĩ gì về người con gái đối diện đó vậy? Anh thì không có nhiều từ hay đâu, nhưng mà anh sẽ nói những cái lời thật của mình. Anh không hứa là sẽ mang đến một cuộc sống giàu sang xa xỉ, nhưng nếu mà em tin anh, chắc chắn anh sẽ là bến đỗ an toàn cho em và gia đình. Rồi cảm giác người đối diện thế nào, nói đi Huệ. Hiện tại thì em cảm thấy là anh rất là thật thà. Em nhìn thì anh rất là nhiều. Em cũng mong muốn là những điều mà anh nói á, nó cũng có một cái gì đó để cho em hy vọng và an tâm á. Thiện có thể hát một bài nó tặng Huệ đi. Từ lúc ánh mắt đó tràn vào trái tim anh, một khi yêu ai anh sẽ yêu hết lòng. Từ nay anh chỉ có mình em. Anh xin em và anh khuyên em hãy tin anh, vì anh là tràn khờ dễ thương. Sẽ không ai yêu em như chính anh lúc này, trừ khi anh không còn trên đời nữa. Dạ hết. Dễ thương quá. Các bạn dễ thương lắm, không biết sao ông trời ông lại thử thách những con người dễ thương như vậy. Còn bây giờ thì mình cứ để tay mình bấm thôi, mình thích mình bấm thôi các bạn. Dạ, bên đây bấm luôn rồi ạ. Chính thức các bạn hỏi với nhau với anh dễ thương quá. Bây giờ một nụ hôn đầu tiên đặt lên má bạn. Rồi, chúc các bạn hạnh phúc. Đây là những món quà dành cho các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng cho bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Chương trình gửi tặng bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản tinh thần thép. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một lò nướng TLMC35Z, nướng tự động công suất 1500W, xuyên nướng xoay 360 độ, điều chỉnh nhiệt độ độc lập, kính cường lực cách nhiệt 2 lớp, lò nướng TLMC35Z, thiết kế kim cương, món nướng luôn ngon. Chương trình gửi tặng các bạn một phần quà, đó là cặp mũ bảo hiểm M139 của thương hiệu Royo với kiểu dáng 3/4 đầu, đảm bảo chất lượng an toàn theo dây chuyền sản xuất hiện đại. Đặc biệt với thiết kế kính âm độc đáo, giúp các bạn an toàn hơn khi đi đường xa, giúp che nắng, chắn mưa, che khói bụi và ẩn vào trong khi không cần thiết. M139 an toàn, thời trang, tiện lợi cho tất cả mọi người. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Sweet Couple, vừa được ra mắt với những tính năng nâng niu tình yêu, giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Rồi, chúc hai đứa hạnh phúc. Quý vị, đó là niềm vui đầu tiên của cặp đôi ngày hôm nay. Và niềm vui tiếp theo là cặp đôi thứ hai, mời quý vị cùng theo dõi. Khách đọc sách, uống cà phê này, và không có thứ đồ từ. Khuyết điểm là gì? Nhất là nóng tính. Thứ hai là không có hiểu được là con gái nói. Ngốc nghếch. Ngốc nghếch à, quen người phụ nữ là lúc nào cũng
nói là bún gió mình khó hiểu không? Biết là làm bánh, dọn dẹp nhà. Một khi mà làm việc rồi á là không có muốn gọi là có một cái bất cứ gì nó xen vào. Tới khi mà hoàn thành xong hết tất cả mọi việc thì lúc đó cái gì xen vào cũng được. Còn lúc mà em đang làm thì đừng xen. Mời nhà trai. Chào chú Viện Linh, chào chị Hoàng Lan, chào nhà gái bên kia. Rồi, ngồi đi em trai. Mời nhà gái. Em trai tên là gì? Em tên đầy đủ là Nguyễn Thế Phong, sinh năm 1987. 87, Phong làm gì Phong? À, vậy là dược sĩ, em làm bên trạm y tế. Trạm y tế ở đâu vậy Phong? À, quận 3. Là nhà mình quận 3 luôn hả? À, không, nhà em ở quận 12. Hiện nay Phong ở nhà với ai? Dạ, ở nhà với má. Em là con một. Rồi, chào nhà trai nha. Xin mời nhà gái giới thiệu về mình nè. Chào chị Ngọc Lan, chào chú Nguyên Linh, chào khán giả, chào bạn nam bên kia. Em tên là Lư Hiền, sinh năm 1987. Hiện tại thì em buôn bán online ở nhà. Em bán về mặt hàng nào? Bánh ngọt, đồ ăn. Dạ, hiện tại em sống ở quận 3. Quận 3 luôn hả? Hỏi nhà trai là quận 3. Hỏi cái chỗ nào không? Ở chỗ nào vậy bạn? Em ở bên đường Lý Thái Tổ, trạm y tế phường 2. Là gần gần chỗ Phong không? Dạ không, Lý Thái Tổ em ở Lê Văn Sĩ mà. À, Lê Văn Sĩ hả? Cũng gần, sát bên, dạ. Cũng quận mà. Phong ưu điểm, khuyết điểm là gì Phong? Ưu điểm của em là thích đọc sách, cũng gặp thay và không có tứ đồ tường. Khuyết điểm là gì? Nhất là nóng tính, thứ hai là không có hiểu được lời nghe gái nói. Không hiểu lắm. Ngốc nghếch. Ngốc nghếch hả? À, quen người phụ nữ là lúc nào cũng nói từ là bóng gió, mình khó hiểu thôi. À, tức là phụ nữ đừng nói bóng gió. Tôi thích bữa nay mua cho tôi cái điện thoại nó đại đi. Nó là trời, hôm nay điện thoại nó hư rồi, không biết làm sao. Nó mệt quá đúng không? Đúng rồi. Thích thì nó, tôi thích cái điện thoại. Để hỏi bạn nữ này có hay nói bóng gió không? Em tính thì em tính, em thẳng lắm. Thích cái gì là nói thích cái đó, chứ không có thích nói bóng nói gió. Rồi bây giờ nhà gái của chúng ta ưu điểm, khuyết điểm gì nè? Dạ, ưu điểm của em thì em chỉ biết là làm bánh, dọn dẹp nhà. Ngoài ra cái khuyết điểm thì là hơi nóng tính trong công việc. Một khi mà làm việc rồi á là không có muốn gọi là có một cái bất cứ gì nó xen vào. Tới khi mà hoàn thành xong hết tất cả mọi việc thì lúc đó cái gì xen vào cũng được. Ừ. Còn lúc mà em đang làm thì đừng xen. Đúng rồi, chứ đang nhào bột mà xen vô cái để thời gian đó chút xíu là bột chai liền. Dạ. Đúng không? Còn cái khuyết điểm nào nữa không? Lười về mặt tình cảm. Lười yêu hả? Dạ. Lười yêu, có mấy mối tình mà lười yêu vậy? Chỉ có một mối tình duy nhất vào tốt nghiệp lớp 12 xong á, quen được 7 năm thì chia tay. Điểm đâu có lười đâu, yêu dữ lắm luôn á. Tại vì do là yêu xa đó chú Quyền Linh ơi. Tại vì yêu thì khoảng chừng được 3-4 năm thì bạn đó đi làm ở bên Nhật. Bên kia có một mối tình nè, bên mình mấy mối. Chưa có lối nào. Chưa có lối nào. Chào nhà trai. Dạ trai. Kể cho chị nghe đi, có cờ rút ai không? Có, nhưng mà cho nhất là vì nhất là em quen nói chuyện chưa đầy 3 phút và chưa xin lời hỏi hay là không nghe được. Và gặp, tức là bạn cũ gặp trên đường rồi trò chuyện, thay vì người ta xin số điện thoại đừng quen thì em quên xin số điện thoại luôn. Giờ là mình có thích ai không? Dạ có. Rồi có phát tín hiệu với người ta không? Dạ có. Rồi sao nữa? À, người ta cũng thì cái tội đoạn em gấp nhất á. À gấp nhất, người ta nói là người ta cũng chủ cà phê cũng có, có cái kịch cũng có, người ta cũng nói là ngày đó tôi rảnh nha, em không rủ. Đấy là đúng rồi. Bây giờ sau chương trình này á, mà mình may mắn mà hai bạn bấm nút, mà hai bạn dắt tay nhau về cho mai mốt á, nhà gái mà có nhắn cái gì em khó hiểu á, em hỏi chị Lan, chị Lan chỉ cho. Mấy cái đó mình phải hiểu nghe, chứ đừng có bắt người ta phải nói quạch tẹt ra. Đã người ta nói ta ngốc nghếch trong tình yêu mà. Không, thì bây giờ đừng ngốc nghếch nữa. Nha. Ngoài cái chuyện là mình mong muốn có một người bạn gái là không nói bóng nói gió nữa, thì mình còn mong muốn gì nữa không? Em làm bên trạm y tế và làm bên dược thì em mong muốn rằng sẽ có bên ngành y có đặc thù là mình sẽ làm ở ngoài giờ. Giờ là có những cái dịch bệnh nào em sẽ làm ngoài giờ thì bạn gái thông cảm những cái giờ giấc đó.
Không sao, nhà chỗ em làm sát bên nhà người ta ở à. Cái chuyện đó nó dễ lắm. Thì tôi qua tôi coi nhà gái coi sao coi. Trời ơi. Chào chú Quỳnh Linh. Mặt xinh lắm á. Rất là vệ sinh nha. Quà của người ta. Trời ơi, cứ thấy đồ ăn là sống tới hà. Anh nói là mình ăn này ít lại thôi, thì nhường cho Linh ăn đi. Dạ không, mẹ có nói rồi mẹ, trước khi mẹ đi mẹ nói rồi, có gì chú Quyền Linh ăn nhớ quay cận cảnh nha con. Vậy đó hả, mẹ nói vậy mẹ hiểu chú quá. Bánh em làm hả? Bánh đích thân em làm. Em làm nhưng mà cũng mời nhà trai trước rồi đã. Để sau nhà trai xong rồi còn nhiều chú hưởng. Mình chỉ khó tập thể dục chút xíu cho người nó khỏe khoắn là được rồi. Mặt rất là xinh luôn. Con có chơi yoga. Bên kia là gần như là chưa có một kinh nghiệm về yêu đương luôn. Rất là ngốc nghếch trong tình yêu luôn. Chỉ có điều là bạn trai đừng có kiểu như là không có quan tâm với bạn gái quá thôi. Rồi bây giờ tìm một người yêu thế nào cho nó hợp lý với em nè. Em muốn một mẫu người giống như ba em. Nói chung là biết tôn trọng người yêu của mình. Được rồi, có thể sau này là người bạn đời của mình luôn á. Còn thứ hai là biết kính già yêu trẻ. Hỏi người thân đi. Đúng rồi. Nhà gái đi với ai cưng? Dạ em đi một mình. Có chị Ngọc Lan lo ha. Rồi nhà trai mình đi với ai nè? Em cũng đi một mình. Có chú Quyền Linh lo. Còn chần chờ gì nữa, cho đôi trẻ gặp nhau đi nào. Mở rào. Tiến tới luôn. Lớn lên. Sầu. Dạ rồi. Em rồi. Gửi anh. Gấu bông hả? Gấu bông đó. Dạ không, cái này là con thích lắm á chú. Thích hả? Dạ. Con gì đây? Dạ con chim cánh cụt. Chim cánh cụt hả? Lấy mời bạn trai, chúc bạn trai cái. Lấy chúc bạn gái cái đi. Tự đúc, tự đúc. Anh sợ bạn làm ngon lắm. Mình có đánh show, nhưng mà mình không có hiểu lắm về cách nói của mấy đứa con gái á, nên nó sẽ khó. Đi chung với mình thì mình bạn chỉ cho mình ha. Dạ, anh có thấy em sao thôi. Tại vì tính em cũng hơi coi như là cũng hơi lười trong chuyện tình cảm cũng lâu rồi, nên thành ra là không biết là có thích cái người mà lười quá, thụ động quá hay không trong tình cảm thôi. Mình vẫn là ngủ đi ăn thôi chứ không đi đâu. Vì thường là mấy bạn bè mình thường hay ngủ buổi tối là mình ngủ đi ăn thôi chứ đi đâu đâu. Đi ăn xong đi ngắm cảnh, vùng 7 à. Vậy thì sở thích của em thì cũng chỉ là nghiên cứu về ẩm thực với lại đi du lịch, với đọc sách thôi. Ngoài ra chuyện thời gian rảnh của em là như vậy. Bạn em làm bên dược sĩ rất nhiều nên bác sĩ cũng có. Và cái nghề đó là có thể là thời gian không có nhiều, không có dành được cho em nhiều. Nhưng mà em có thể cảm thông được. Chỉ có điều là mình quen nhau thì cũng có những cái thời gian hỏi như là nếu mà anh bận việc quá thì nhắn cho em một câu để em biết vậy thôi. Tôi đừng có không nhắn gì hết, mất tích luôn là được rồi. Mình bận gấp mấy bận nhưng mà cái khoảng thời gian rảnh thì vẫn có. Bắt đầu trời tối tối 5 giờ rưỡi hoặc 7 giờ là rảnh à. Dạ, em thì cũng thời gian đó. Hai đứa nói chuyện hợp ghê á. Vậy bạn tính dự định bao nhiêu cái không ta? Dạ, cái đó là tùy bên nhà trai. Nói chung thì nếu mà tìm hiểu tới một độ thời gian nào đó là kết hôn được thì mình tiến tới. Cứ mình cứ tìm hiểu trước. Nắm tay bạn gái, đây chị cầm cho. Hai đứa nó hợp nhau lắm á. Dùng thẳng vô mắt đối phương. Về làm bánh bán rồi cũng ngon rồi nữa. Mình không muốn uống gì hết, mình chỉ muốn làm. Mình chỉ tìm hiểu nhau rõ ràng hơn. Được. Cảm thấy cái bàn tay này sao? Hết dĩa bánh rồi. Chúc mừng em. Bánh hôm nay ngon lắm. Xem như là bánh mình cưới anh ăn đi. Hả? Dạ thực chất ra thì món này ở bên Pháp người ta cũng là bánh cưới. Ừ đúng không? Hai đứa dễ thương lắm. Đầu hai đứa ôm nhau thử một cái coi. Dạ. À rồi cháu. Ôm luôn. Chưa bao giờ ôm ai hết trơn. Vô. Dạ hả cháu? Ôm, nó biết ôm không? Đây nè, ôm lại vậy nè. Mời. Mời. Go. Trời không biết ôm được. Anh phải gọn gọn nguyên chút thôi. Nào. Đứng im, đứng im nguyên. Nguyên quá hả? Dạ. Chưa, có ôm gái lần nào chưa? Chưa. Nắm tay chưa? Chưa lắm. Đặt bạn ôm ra ôm coi. Ôm coi sao đúng rồi. Đặt cái tay vô coi.
Ôm đừng có đưa cái nách vô mặt người ta. Không biết ôm luôn mà. Được rồi, về ghế ngồi đi, được rồi đó. Tất cả đã an bài. Bánh thì cũng đã ăn xong, đưa ra quyết định sau 3 tiếng đến với chị Ngọc Lan. 1 2 3. Chúc mừng. Một nhịp nha. Hai bạn bấm nút một nhịp luôn. Bắt tay, anh phải bắt tay luôn. Không phải này, là chen cái tay vô nè. Một nụ hôn đầu tiên. Lần đầu tiên nó hôn luôn á. Chúc cho hai bạn hạnh phúc. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Chương trình gửi tặng bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một lò nướng TLMC 35Z, nướng tự động công suất 1500W, xuyên nướng xoay 360 độ, điều chỉnh nhiệt độ độc lập, kính cường lực cách nhiệt 2 lớp, lò nướng TLMC 35Z, thiết kế kim cương, món nướng luôn ngon. Chương trình gửi tặng các bạn một phần quà, đó là cặp mũ bảo hiểm M139 của thương hiệu Royal với kiểu dáng 3/4 đầu, đảm bảo chất lượng an toàn theo dây chuyền sản xuất hiện đại. Đặc biệt với thiết kế kính âm độc đáo giúp các bạn an toàn hơn khi đi đường xa, giúp che nắng, chắn mưa, che khói bụi và ẩn vào trong khi không cần thiết. M139 an toàn, thời trang, tiện lợi cho tất cả mọi người. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Split Couple, vừa được ra mắt với những tính năng nâng niu tình yêu, giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Hai đứa cố gắng chăm sóc tình yêu nha. Cảm ơn cháu Quyền Linh, cảm ơn chị Ngọc Lan. Cảm ơn em. Chúc hai đứa hạnh phúc nào. Một không gian rất là trữ tình, rất là lãng mạn. Và chính vì vậy chúng ta sẽ hẹn được một cặp đôi ngày hôm nay để mà nói về câu chuyện tình yêu. Bây giờ Tường sẽ ra ngoài. Một nửa đã ngồi ở đây rồi. Trời ơi, cài áo đẹp quá bé ơi. Lát quay xong chương trình tặng chị nha. Xuất sắc, xuất sắc. Vụ gì đây? Tăng trường, tăng trường. Mời hai bạn mở mặt nạ. Và áo tung bay từ mây trắng. Tan trường, tan trường. Trời ơi, xinh quá, đẹp quá. Thôi, bây giờ thì Tường không biết nói gì hơn, để cho hai bạn ấy tự giới thiệu về bản thân. Mời em ngồi ở vị trí đàn trai. Rồi, giới thiệu trước. Dạ, em chào chị Cát Tường. Chào bạn bên kia. Em tên là Lê Thị Thanh Thanh. Lê Thị Thanh Thanh. Dạ, bạn bè hay gọi là Donny. Donny. Dạ, em sinh 90. Em quê ở Bến Tre. Hiện tại em đang sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Em đang làm công việc gì? Dạ em làm bên phun son thẩm mỹ, em làm tự do. Mà sao tự nhiên mà con trai mà có chữ thị? Tại vì từ nhỏ thì ba mẹ sanh ra đâu có biết, đâu có xác định được giới tính của em là như vậy. Ờ vậy túm lợi lúc sinh ra em là con gái? Dạ đúng rồi. Con gái thiệt. Trời ơi con gái. Rồi bao giờ thì em mới biết là em không phải con gái? Đến khoảng năm em học lớp 10, 11 á, thì em mới bắt đầu em có tình cảm với một người lớn hơn em. Ờ đó rồi, còn em, mời em giới thiệu. Chào chị Cát Tường, chào bạn bên kia. Em tên là Trần Nguyễn Nhi. Dạ, mọi người hay gọi em là Yuri. Em sinh năm 1992. Năm nay hai bạn ai cũng có cái tên khác. Bên đây là Donny. Donny. Bên đây là Yuri. Yuri. Ủa sao cũng y y y, chắc hồi tôi lộn với hai tôi mệt hợp rồi nha. Y y y, tôi thấy hợp rồi đó. Dạ, hiện tại thì em làm người mẫu tự do. Với lại em cũng có tham gia một cái hội mà bên bảo vệ phụ nữ với trẻ em khỏi bạo lực tình dục với chị, mà dành cho LGBT, cho nữ thôi ạ. Có nguyên nhân gì để em làm trong cái công việc đó? Lúc nhỏ thì em cũng có bị bạo lực á. Lúc mà mình còn nhỏ mình biết được cái chuyện mà cái tiếng nói của mình á chị, đó nó không có được lớn để mình có thể chống cự lại những cái gì xung quanh á, nên mình hiểu là mình bị thiệt thòi thế nào. Đó là bạn bao nhiêu tuổi? Dạ khoảng 4 tuổi ạ. Em vẫn còn nhớ à? Dạ thì có thể là nó tại vì nó không có được vui vẻ nên mình nhớ lâu. Nên khi mà em biết đến cái dự án này á, thì dự án này ở bên Sisaga tổ chức á, thì giống như là nó là một cái gì đó mà em muốn lấy ra những cái gì mà mình đã từng trải qua, những cái gì mà mình đã kinh nghiệm của mình để có thể giúp đỡ mấy bạn và trải qua những giai đoạn của mình.
khó khăn như thế nào. Đó là cái câu chuyện làm trong cái hội bảo vệ những người phụ nữ mà bị giống như là bị xâm hại tình dục á, đúng dạ, không? Đúng rồi. Thưa quý vị, hôm nay là một cái cặp đôi này đối với Tường là cũng khá đặc biệt, cho nên là chị cũng phải tò mò, chị hỏi nhiều một chút, nên tụi em cũng đừng ngại chia sẻ, tại chị không biết thì chị phải hỏi thôi. Tại vì chị cũng đã từng tiếp xúc với những cặp đôi ở những chương trình này cũng như là những chương trình khác chị tham gia, mà có khi là chị thấy có một lần chương trình hình như là Yêu Là Cưới hay gì đó, thì chị thấy là như hai bạn đến tham gia chương trình mà đều là con gái hết. Còn bên em hồi nãy chị nhìn chị lộn em, chị tưởng em là con trai. Dạ. Thì ví dụ như trong cái cộng đồng của mình là mình có cái tên gọi gì đặc biệt cho những trường hợp giống như em không? À, gọi là SB cứng. SB cứng. Dạ đúng rồi. Còn ví dụ những bạn tóc dài á, về phía bên nam á, thì gọi là SB mềm. À, vì phân biệt chữ cứng với chữ mềm thôi. Dạ đúng rồi. Còn các bạn nữ thì không có tên gọi gì hết. Dạ gọi là phém. Tôi rất là thích làm những chương trình như thế này, tại vì mình mở mang kiến thức á, mình được tiếp cận nhiều, mình hiểu được nhiều cái ngóc ngách tâm lý của các bạn. Tại vì bây giờ cộng đồng LGBT rất là mạnh. Và cái thứ hai nữa là cái quan điểm của mọi người cũng đã cởi mở hơn, và không có còn một cái sự gì gọi là ái ngại hay kỳ thị gì hết, cho nên là chị thấy làm rất là vui. Bao giờ thì em biết là giống như bạn này nói là nãy em nói lớp 10 hả? Dạ 10, 11 là khoảng tầm 16, 17 tuổi thì bạn ấy phát hiện ra là bạn ấy thích bạn nữ. Thế còn em thì từ lúc nào mà em biết cái... Thì em cũng lớp 10. Thực ra thì giống như trước đó, trước cái lớp 10 đó thì em có những cái cảm xúc mà dành cho những bạn, cho bạn nữ là bạn thân của em á. Thì kiểu như là khi mà em thấy bạn đó đi chơi với một bạn nữ khác, kiểu như mình không thích, rồi mình ghen tị, rồi mình khóc lóc, kiểu như là mình chỉ muốn bạn đó của mình thôi. Nhưng lúc đó em cứ nghĩ là chắc là tại vì mình kiểu như là mình ích kỷ á, với lại lúc nhỏ thì em cũng thiếu thốn tình cảm. Nên kiểu như là khi mà có bạn rồi mình cứ muốn người đó một mình. Nhưng khi mà lớn lên rồi thì mới biết là mình thích bạn đó. Sau này khi mà bạn đó có một cái sự kiện là bạn đó tỏ tình với những cái bạn khác. Bạn đó tỏ tình với những bạn khác? Dạ đúng rồi. Là và cùng giới hay khác giới? Dạ cùng giới luôn, là bạn đó cũng là giống như em luôn. Nhưng mà tụi em lúc đó không có biết gì hết, chỉ biết là cảm xúc của mình thôi. Thì bạn đó mới về tâm sự với em, khóc lóc với em, cứ nói là tỏ tình với bạn này mà bạn này không có chịu, bạn này kỳ thị. Lúc đó cứ khóc hoài, mà bạn nó cũng đi tỏ tình với nhiều người, xong cứ về khóc với em hoài à. Thế xong rồi em mới nói thôi mày đừng có quen mấy người đó, đừng thích mấy người đó, thích tao đi, tao không bao giờ tao làm mày khóc đâu. Lúc đó em chỉ đơn giản nghĩ là em muốn bảo vệ bạn của em thôi. Rồi dần dà sau đó thì em mới tìm hiểu trên mạng là hai người con gái thích nhau thì như thế nào, cảm xúc như thế nào, thì em mới phát hiện ra thực ra là em thích bạn đó lâu lắm rồi, chỉ là lúc đó em không biết là đó là tình cảm thích, mà nghĩ là để ích kỷ thôi. Vậy từ đó giờ trong cuộc sống của em là có bao giờ em có sự rung động nào với bạn trai chưa? Dạ chưa. Chưa. Còn em từ nhỏ đến lớn có khi nào em rung động với bạn trai nào chưa? Dạ chưa. Chưa luôn. Trời, tại vì có những cái cặp á mà bạn ngồi đây mà hai bạn trai á là nhiều khi là cũng đã từng có bạn gái rồi luôn. Dạ. Rồi sau đó rồi mới làm biết là mình vậy. Thế thì lúc nào thì em come out với gia đình và phản ứng của gia đình mình thì như thế nào? Tính ra em cũng chưa có một lần nào gọi là nói thẳng thắn với gia đình hết. Nhưng mà lúc mà khoảng em lên Sài Gòn thì em đi học khoảng năm thứ hai, mẹ em mới bắt đầu biết. Là do em, dì em hỏi em thì em mới, em không muốn nói dối, em mới thừa nhận với dì là em như vậy. Thì bắt đầu là sau đó thì chắc cũng có lẽ dì cũng nói với mẹ, thì mẹ cũng nói chuyện với em, thì em cũng tâm sự với mẹ như vậy. Khi mà biết đích thực như vậy rồi thì phản ứng bố mẹ như thế nào? Dạ lúc đầu thì mẹ cũng buồn, giống như là mẹ em á chỉ mong là sau này ví dụ mình sẽ có gia đình, có con cái, để nhiều khi là mình lớn tuổi rồi á. Nhưng mà dần dần á thì mẹ cũng hiểu, tình cảm cũng giống như những người trai gái bình thường vậy đó. Tụi em rất là thật lòng. Rồi em cũng có dẫn bạn về nhà, thì những người em quen nói chung là cũng hiền, cho nên là gia đình em cũng thương, nhiều khi thương hơn thương em nữa. Gọi là thành công ha. Dạ. Thế còn em, bao giờ lúc nào thì em chia sẻ với gia đình mình? Dạ em không ao cũng năm nay lớp 10 luôn à. Tại vì ví dụ bên đây nhỏ lớn á, nhìn men sẵn rồi gia đình ít bất ngờ. Dạ. Nhưng mà em là quá nữ tính luôn. Thì dạ, khi mà rồi. Như vậy thì phản ứng ba mẹ chắc là sốc á. Thì mẹ em cực kỳ sốc luôn. Kiểu như cũng là sự cố xảy ra khi mà lúc mà em đi học á, thì có một bé đó nhỏ tuổi hơn em, là cắt tóc ngắn giống làm những mấy bạn trend đó, là cắt tóc ngắn. Thì hai chợ em đi về là chị là chị em thôi. Thì mẹ em mới là quen thầy giám thị. Giám thị về mấy mẹ em á là đừng cho con bé này chơi với mấy đứa vậy á, coi chừng nó lây bệnh, coi chừng nó BD này nọ kia. Thì mẹ em mới, em đi học về mẹ em mới kêu em lại, hỏi là ủa chứ mày không được chơi với mấy đứa vậy nha, mấy đứa là bệnh này nọ kia, nó sẽ giết mày. Nói chung là dùng những cái lời lẽ xúc phạm ấy. Kiểu như mẹ em thực sự là không hiểu. Không hiểu. Thì lúc đó em nghe xong kiểu em cũng rất là bất đồng. Em mới nói là thì con cũng bệnh vậy đó, con đang bị bệnh, sao mẹ cứ xa lánh con đi.
kiểu em bốc đồng theo kiểu vậy. Em tóc dài mà nhìn em không bệnh nữ tính nên mẹ em cũng không có làm vĩnh bằng trai vậy. Cũng như là không có làm bất cứ cái điều gì mà mẹ em cảm thấy chướng mắt hay mẹ em cảm thấy bực mình. Em cứ sống cuộc sống ngày bình thường của em như bao ngày á. Nên tự mẹ em cũng không nói gì luôn. Cũng im lặng đến tận giờ. Tới giờ luôn. Tới giờ thì em chưa bao giờ dẫn một người bạn nào. Dạ sau này thì em có dẫn nhưng mà mẹ em kiểu cũng chấp nhận. Cách đây 2-3 năm thì em cũng có come out với mẹ là coi như là muốn xác nhận lại là chắc chắn là con là người như vậy và con không thể thay đổi được gì nữa hết. Tại vì trong gia đình thì đôi lúc cũng nói em cũng lớn tuổi rồi nên lấy chồng, có con. Thì mẹ em cũng nói là nên có một đứa con để sau này dưỡng già này cả kia. Thì em mới nói với mẹ là giống như là xã hội ở ngoài á, tất cả mọi người kỳ thị con thì con cũng có thể con vượt qua được, con sống tiếp được. Con có thể bỏ qua hết nhưng gia đình không chấp nhận con mà kỳ thị con thì cứ bắt con phải làm theo những cái điều mà con không thể thì con không thể sống nổi. Có hai mẹ con ôm nhau khóc. Thì mẹ mới nói thôi kệ đi, tao cứ cho như là mày đi tu đi. Nhưng mà mình có khẳng định 100% là mình giới tính sẽ không thay đổi về sau này không? Em là một đứa mà kiểu như là nói ra bất cứ điều gì em cũng phải là mình suy xét là mình có làm được hay không thì em mới nói. Bạn này chị không bàn, nhưng mà em là vì nữ tính mà em cũng rất là xinh đẹp. Nếu mà nói về nữ, có bao giờ có những bạn chàng trai nào đeo đuổi em, tỏ tình với em, tán tỉnh em chưa? Dạ có chứ. Em không có rung động gì hết hả? Dạ không, em chỉ có thể coi là bạn đó, kiểu như là bạn bình thường thôi chứ em không có một chút rung động gì hết. Và em nghĩ mãi mãi sau này cũng vậy. Dạ. Em có muốn có con không? Dạ có chứ, em rất là thích có con. Nhưng mà em không có nghĩ là mình sẽ lấy chồng và có con. Mà em nghĩ là mình có thể làm nhiều cách khác. Rồi, nói một ít gì để chị tìm hiểu, chị hiểu thêm. Về tình trường thì sao em? Em thì cũng trải qua khoảng 4 mối tình. 4 mối tình. Dạ, mối tình đầu tiên thì là người đó em quen khoảng năm 10-11. Thì là khoảng gần 4 năm. Cũng chung thủy dữ. Mối tình sau? Dạ, mối tình sau thì nó rút ngắn lại. Nó còn khoảng 2 năm hơn. Rồi, kế nữa. Kế nữa khoảng 1 năm mấy. Trời ơi, kế nữa chắc còn 6 tháng quá. Dạ, khoảng vài tháng. Vài tháng, rồi cái mối tình sắp tới này sao đây em? Không, thực ra càng ngày nó càng ngắn lại vậy. Không phải là do em. Em á, là em luôn muốn một mối quan hệ nghiêm túc, lâu dài hết. Nhưng mà nhiều khi mà mình quen nhau á, ngoài chuyện tình cảm thì nó còn nhiều cái vấn đề, nhiều khi nó làm ảnh hưởng. Thì cái đó coi như là duyên nợ thôi. Cái mối tình nào là ấn tượng nhất trong 4 cái mối tình mà em đã trải qua? Đó là mối tình khoảng 2 năm mấy. Lý do tại sao phải chia tay? Dạ bạn đó phải đi lập gia đình. Hả? Là bạn đó đi lấy chồng? Dạ đúng rồi. Đó, có trường hợp đi lấy chồng kìa, thấy chưa? À, đa số là mối tình đầu và mối tình mà em quen gần 4 năm á với mối tình mà 2 năm mấy đó đều là đi lập gia đình á. Nhưng mà giữa cả hai bên á đều giống như là mình hiểu. Tại vì mỗi người đều có cái hoàn cảnh hết. Chia tay mà đương tất nhiên là mình buồn với chị. Mình quen lâu rồi mà mình thương nữa. Mỗi người thì cái hoàn cảnh đưa đẩy thì họ cũng phải chọn cái gia đình hơn. Thì cái đó em cũng hiểu. Thì bây giờ em thấy cả hai người đều hạnh phúc rồi thì tất nhiên mình cũng cảm thấy mình vẫn hạnh phúc, mình vui. Dạ đúng rồi. Vẫn hạnh phúc. Dạ. Và em với hai người đó vẫn giống như vẫn quý nhau, rất là quý nhau. Chứ không có mà ghét bỏ gì. Đó, thấy chưa? Ta vẫn lấy chồng sinh con kìa. Chắc em là ngoại lệ. Em ngoại lệ. Cuộc đời dài quá đâu nói chứ được. Nhưng mà em mà chắc chắn không rồi phải không? Dạ. Em mà đâu có vụ lấy chồng phải không? Phải không? Dạ. Chắc không? Riêng cảm xúc của em thì chắc là không được. Tại vì em ngay cả bạn bè bình thường em cũng không có bạn trai, bạn nam luôn. Rồi hiểu rồi. Thế còn bên em tình trường em sao? Em cũng 4 năm mới tình. Rồi. Thế mối tình nào mà em sâu đậm nhất? Có thể mối tình mà sâu đậm nhất với em là mối tình 6 năm. 6 năm? Dạ. Thôi 6 năm mà sao chia tay? Dạ, cũng có thể là có nhiều lý do. Cụ thể? Người ta có người khác. Người ta có người khác? Dạ. Có phải là trong giới tụi em thì không có chung thủy không? Dạ không phải như vậy đâu chị. Không phải, hai người phản ứng mạnh quá. Hai người. Chứ sao tôi hỏi vậy thôi để cho... Cảm xúc của bản thân thôi. Tôi đôi khi tụi em hết duyên rồi. Có thể là như vậy. Có thể chỉ là nợ nhau một khoảng đường vậy thôi. Nhưng mà 6 năm thì dài quá, cả cái tuổi thanh xuân rồi còn gì. Nhưng mà đối với em cái mối tình đó là mối tình đẹp của em. Và khi em nhớ lại thì em cảm thấy rất luôn tự hào và em cũng luôn tự hào về người đó. Còn mối tình mà làm em đau nhất là mối tình gần đây. Tại sao? Thực ra thì mới quen nhau có 1 tháng thôi. Nhưng mà có thể là vì em là một đứa rất là nhạy cảm, với lại em cũng rất là kiểu như là nhường nhịn á. Người đó làm gì em? Kiểu người ta cũng
có người khác á chị. Em cũng nói thẳng rõ ngay từ đầu là em bị tổn thương như vậy và em không có muốn tiếp tục như vậy. Nếu cảm thấy quen nhau được thì quen, còn không thì thôi. Nhưng mà bạn đó cứ tiếp tục cứ làm em tổn thương và em cảm thấy như em không được tôn trọng. Kiểu tới không tới, lui không lui, cứ dùng nhằn dạ. Mà hai người chia tay với em cũng không chia tay, mà buông ra em cũng không buông, mà giữ em lại cũng không giữ, nói chung là không rõ ràng. Thì em mới dứt khoát là em phải chia tay tại em không muốn đau thêm nữa. Thì bạn đó cứ vậy đăng cái này đăng cái kia lên mạng, rồi đăng thì nói em này kia trên mạng, nhưng mà sau đó thì cứ nhắn tin kêu em quay lại. Bây giờ dứt chưa? Dạ dứt rồi. Bao lâu rồi? Dạ cũng cách đây 3-4 tháng rồi. Tưởng đâu 3-4 ngày hết rồi. Được rồi, bây giờ em mong muốn tìm một người như thế nào? Em thì em là một người rất là tình cảm. Em hy vọng tìm được một người giống như là chân thành, thật thà với nhau, tôn trọng nhau và tin tưởng nhau, và cùng nhau để cùng nhau cố gắng. Mình cũng không có nói trước được là mình sẽ đi được tới bao lâu hết, nhưng mà em hy vọng là nó sẽ một đoạn đường thật là xa. Đâu em tìm thử coi có cô ấy trong đó không. Nên coi anh tắm hơi coi, nhiều quá nó rối. Thấy chưa? Trời ơi, sao cái hình rõ mặt không chịu lựa mà lựa cái hình đứng nghiêng vậy. Rồi, vậy đó đi. Rồi tôi cũng không biết luôn, nhìn nghiêng sao thấy được ai. Ở đây nè. Đâu, ai đâu? Dạ đây. Rồi giữ nó đi nha, để kiểm tra coi đúng không. Kiếm ra chưa? Em nghĩ bạn này. Tại sao nghĩ bạn đó? Em so sánh hình ngày xưa. À, rồi, hay quá. Hình như mấy bạn này cảm nhận ghê thiệt. Hãy kiểm tra xem cảm xúc của mình đúng không nha. Hay vậy, hình đông vậy mà chỉ được, hay thiệt. 1, 2, mở cửa trái tim. Rồi, sao, hai bạn đoán đúng không? Dạ đúng. Hay dữ vậy ta, xuất sắc. Thần giao cách cảm vậy là chị trước mắt chị thấy hợp rồi đó. Em mà tới em chỉ sai chắc cũng quê lắm. Đâu có đâu quê, ở đây nhiều người sai lắm, sai là bình thường. Dạ. Thế rồi bây giờ mở ra nhau nhìn nhau rồi nè. Cảm xúc đầu tiên khi thấy bạn gái là như thế nào? Bạn dễ thương. Dễ thương. Còn em? Dạ cũng vậy, dễ thương. Dễ thương luôn. Nãy em chưa nói ưu điểm khuyết điểm của mình. Sao nãy chị không che lại vậy mất? Không, bây giờ mở ra nói mới dễ, mở ra mới thẳng nói thẳng nói thật được. À dạ, em thích chân thành á. Nhược điểm của em là em hơi nhát, với lại á em kiểu giống như nhiều khi em cảm thấy em hơi nhàm chán. Do em không có, em thường em chỉ thích ăn uống cà phê, xem phim hay là đi du lịch này thôi, chứ em cũng không có biết như là đi chơi này nọ như người khác. Mình phải tìm hiểu thêm, mình biết đó khuyết điểm của mình phải tìm hiểu thêm chứ, cho nó phong phú hơn trong tình yêu đúng không, đỡ bị nhàm chán. Dạ. Thế còn em, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Khuyết điểm của em là em suy nghĩ rất là nhiều, em rất là nhạy cảm. Biết rồi. Ưu điểm của em tính vì em nhạy cảm quá nên đôi khi em dễ nắm bắt được cái cảm xúc của người khác á. Và em cũng dễ thấu hiểu người ta. Đó cũng là một cái rất là tốt trong cuộc sống mình bây giờ là chia sẻ. Chị nghĩ vậy nè, đôi lúc trong cái giới của tụi mình á, giới tụi em á thì mình nghĩ á, cái sự chân thành là quan trọng. Bởi vì nó không có cái mối quan hệ mà nó ràng buộc, cho nên quan trọng là cái sự chân thành. Với lại thật sự bây giờ tình yêu, nhưng mà đến một lúc nào đó cái tình yêu nó phải biến thành một cái tri âm, tri kỷ, một cái tình bạn nữa. Bởi vì mình là nguyên nhân gốc sâu xa, mình là cùng phái với nhau, mình phải thương yêu nhau hơn, đúng không em? Mọi đàn ông đem mang lại đau khổ cho phụ nữ cơ mà, chỉ có phụ nữ mang đến hạnh phúc cho nhau. Hỡi hai người phụ nữ đó, phải mang lại hạnh phúc cho nhau. Men lên. Không kỳ quá. Rồi, mời quý vị bây giờ chúng ta sẽ ăn với nhau và trò chuyện với nhau nhiều hơn nha. Đây là món sườn nướng Mông Cổ. Không ai có thể cưỡng nổi món sườn nướng kiểu Mông Cổ. Có vị ngọt nhẹ và mùi BBQ của sốt Âu Mỹ, ăn kèm với khoai tây chiên và bia thì không cưỡng lại nổi. Trước khi mời hai bạn thưởng thức món ăn ngon của nhà hàng Mận Đỏ thì còn một phần nữa, bữa nay rung quá MC quên hết tặng quà. Đó, nhàm chán. Phải tự ý thức được chuyện này chứ. Thì đã thuộc về nhau. Lần đầu tiên cũng không biết tặng em gì thôi. Cảm ơn ạ. Dạ, đây là cuốn sách mà em thích nhất, nói về những câu chuyện về chân dung của LGBT á. Cái này là chỉ lưu hành nội bộ thôi nên ở ngoài không có, nhưng mà em rất là thích những câu chuyện trong này nên muốn chia sẻ với em. Hạn hiếm mà. À, cảm ơn. Đọc em xong rồi chị muốn đọc với, tại vì chị làm hay làm chương trình chị cũng cần đọc để tìm hiểu. Dạ không, dạ tất nhiên. Có cho mà cho chị mượn không? Dạ có. Ồ, chị thương mà, phải cho chị mượn. Dạ. Rồi coi quà của, quà của bạn trai ấy là cái gì vậy? Kỳ ơi. Kỳ gì không biết nữa. Son môi ạ. Wow, phụ nữ ha, một cây son môi. Rồi,
Rồi bây giờ thì chị Tường mời hai bạn thưởng thức món sườn nướng Mông Cổ của nhà hàng Mận Đỏ. Nhưng mà vừa ăn phải vừa trò chuyện với nhau, mình có ít phút thôi, chị Tường sẽ quay lại ha. Yeah. Tự tin lên tìm hiểu rõ hơn một chút xíu. Mối tình này dài lại 4 năm, 5 năm, 10 năm chứ đừng có sụt xuống mấy tháng nha. Em bị bỏ không mà. Em bị bỏ không mà, chúc mừng em lần này. Mời người ta cũng ly đi, ga lăng lên chút xíu. Dạ. Yeah. Đỡ nhàm chán. Dạ. Yeah. Chung mời em nha. Cảm ơn. Thực ra cũng không có nhiều sở thích kiểu như là đọc sách nhiều, đọc sách nghe nhạc, đi du lịch thôi. Có gì chắc là phải học hỏi em ở cái khoản đọc sách. Đọc sách nhiều hay mà, tại vì em hay suy nghĩ nhiều á, nên đọc sách có những câu chuyện nó sẽ tích cực hơn cho mình. Cho em hỏi câu này nha, kiểu như là ví dụ như á, khi mình đang có người yêu đi, mà có ai đó nói xấu người yêu hay là nói một cái điều gì đó về không tốt về người yêu, kiểu như có người yêu lên gặp một người khác chẳng hạn hay như vậy, thì em sẽ phản ứng như thế nào? Nếu mà nói người yêu mình đang quen một người khác thì trước tiên là mình quen người đó mà, thứ nhất là mình phải cảm nhận được người ta như thế nào. Rồi thứ hai mình nghe là nghe người mình thương nói như thế nào. Còn ví dụ như ở ngoài người ta nói thì mình cũng đâu có xác nhận được. Quan trọng chỉ cần người mình thương người ta có thừa nhận với mình hay không. Còn như lỡ người ta chối hay sao? Chẳng ai mà thừa nhận hết. Tại vì thật ra không có gì mà mình che giấu hoài được hết á. Cho nên thì thôi, nếu mà người ta muốn giấu thì mình cũng không có cách nào mình biết được. Nếu người ta lừa dối anh thì em sẽ làm gì? Thì chấm dứt mối quan hệ đó vậy thôi. Tại vì một mối quan hệ á, theo như anh, quan trọng nhất là mình phải chân thành với nhau. Ví dụ như á, mình lớn hết rồi, nhiều khi ở bên mình người ta không còn cảm xúc nữa, nhưng mà người ta vô tình người ta gặp một người nào đó người ta có cảm xúc thì người ta chạy theo cảm xúc người ta thôi. Thì chỉ cần quan trọng nói rõ với nhau, ngồi lại nói với nhau thẳng thắn là mình chia tay nhẹ nhàng thôi. Sau này mình gặp mình vẫn có thể làm bạn bè bình thường. Hồi nãy em có nói là em có hoạt động trong cộng đồng LGBT á, thì em cũng có tổ chức những sự kiện cho cộng đồng cũng như là tham gia hoạt động, thì em cũng sẽ có đi những sự kiện rất là nhiều. Và thực sự em là một đứa mà rất là thích giúp đỡ người khác á. Khi mà tập trung một cái gì đó em sẽ cứ tập trung vào cái đó, thì đôi khi em hơi bị lơ là người yêu hay bản thân em cũng lơ là mình luôn, kiểu như cũng không chăm sóc mình được. Thì kiểu như anh có thích một người yêu mà tham gia những cái công việc của cộng đồng như vậy? Tại vì trước kia những người yêu cũ của em hay nói với em á là em làm công việc vô bổ. Cái quan điểm là khi mà mình ở cộng đồng á, mình giúp, tất nhiên là mình giúp được nhiều người khác rất là tốt luôn. Muốn chi là giúp đỡ những người cộng đồng của mình để những người khác hiểu hơn về cộng đồng của mình, có một cái nhìn nó tốt đẹp hơn, thì tất nhiên nó là sẵn sàng ủng hộ em thôi. Với lại á, mình cũng không phải là còn nhỏ mà cứ quen nhau vui, giả sử như hai đứa mình tìm hiểu mà hợp á, thích nhau, không phải là kiểu mà còn nhỏ cứ phải suốt ngày mình cầm điện thoại nhắn tin hay là mình đúng phải rồi, giám sát người mình yêu như thế nào này nọ. Thật sự cái quan trọng nữa ngoài tình cảm là cái thứ hai là lòng tin với nhau. Tại vì nếu mà không tin nhau không quen lâu dài được. Thật sự em cũng thấy vậy. Có đút ăn nữa, trời ơi, tôi mà có bạn trai nào đút tôi ăn chắc tôi xỉu luôn quá. Không ai đút chị ăn hết trơn á em ơi. Cũng ga lăng thịt thiệp lắm, ghê gớm lắm. Ủa em người miền Trung hả? Dạ đúng rồi, mẹ em Huế. Huế, còn ba? Ba cũng Huế luôn. Ồ vậy hả? Dạ. Là cùng gốc với chị ha, chị ba mẹ cũng Huế luôn. Dạ. Bởi vậy là áo dài, thấy áo dài thước tha không em? Tôi nói không? Nãy chứ nãy giờ mình có trò chuyện, mình có hiểu nhau được thêm miếng nào không? Dạ cũng có. Ví dụ như giờ nam nữ thì chị sẽ hỏi là kế hoạch bao lâu kết hôn hay là cái gì? Còn như tụi em thì cái kế hoạch là như thế nào, em nói chị nghe thử. Dạ thường á thì trong một bất kỳ một mối quan hệ nào, khi mà em có cảm xúc em thích em thương rồi thì tất nhiên em muốn đi đường dài. Chứ đi đường dài là đi như thế nào? Nếu mà em với bạn này thì bạn cả hai bên đều có một cái điều mà em thấy may mắn, đó là cả hai bên đều đã come out cái gia đình rồi. Cái vấn đề đó mình qua được rồi á thì mình cùng nhau mình cố gắng về giống như là công việc tương lai mọi thứ, để cố gắng có thể là về mình cùng nhau mình sống chung một nhà, mình cố gắng với nhau. Thí dụ như mẹ em á mong muốn em á có một đứa, có những đứa con sau này để mình, thí dụ mình lớn tuổi, bây giờ thời đại mình cũng hiện đại, công nghệ cũng hiện đại rồi, thì mình có thể như những người bạn của em có thể đi thụ tinh nhân tạo. Nhưng bây giờ thí dụ giờ hai bạn lấy nhau ở chung với nhau đi ha, thì giờ đi thụ tinh nhân tạo là sẽ thụ tinh ai? Mình sẽ đến bệnh viện mình đem trứng của cả hai
mình mua tinh trùng của bệnh viện, trứng của cả hai. Dạ đúng rồi, mình cho nó lên phôi á, của người nào lên á thì sẽ người đó sẽ có hai trứng tùng cùng một lên một lúc với một cái tinh trùng. Dạ đúng rồi. Rồi hên của ai dính thì dính, là coi như con nó của cả hai. Dạ đúng rồi. Tại vì bạn em cũng vừa làm xong là cũng chắc nay gần sanh rồi. Vậy á hả? Dạ đúng rồi. Nhưng mà rồi vô bụng của ai sanh? Không thì phải tôi phải hỏi chứ. Vô bụng của ai sanh? Như là mình không quyết định được người nào sanh, mà là do bạn em nói là người nào mà lên phôi với cái tinh trùng đó thì người đó sẽ là sanh. Chứ mình cũng không có làm chủ được. Có nghĩa là bệnh viện người ta sẽ biết cho biết là cái phôi của bên của cái trứng. Dạ thử cả hai. Thử cả thì có nghĩa là lấy trứng của cả hai phối hợp với một tinh trùng. Dạ, bệnh viện sẽ báo là ví dụ nó dính rồi, thụ tinh rồi, thụ thai rồi, thì sẽ cho biết cái thụ thai đó là cái trứng là trứng của bạn nào. Dạ đúng rồi. Trứng của bạn nào thì bạn đó sẽ là sinh. Dạ, và con đó là của cả hai. Thế bạn kia có cam tâm tình nguyện là nuôi con của cái trứng của bạn này không? Dạ có. Bình thường. Tại bình thường, tại thực sự là trong cộng đồng LGBT tụi em á, ví dụ như là nếu là em thì sao? Nếu là em là người phải sinh mang thai thì bạn đó cũng phải chấp nhận. Thực sự tụi em yêu thương nhau và ê, mình đẻ hai đứa đi, mình làm gì chi vậy? Bây giờ mình một cái nguồn trứng thôi, một cái nguồn gọi là tinh trùng thôi, để là hai đứa con nó một cha thôi. Nhưng mà mình thụ tinh hai lần được không? Mình hai ống riêng đi, mình hai đứa cùng có bầu lượt luôn, đẻ lượt cũng vui, nuôi luôn. Trời, ý kiến tôi hay đó, tôi bảo đảm cộng đồng LGBT sẽ đồng ý ý kiến của tôi. Giờ hai bạn đều là nữ đúng không? Dạ. Thì bây giờ con nuôi chung thì giờ đẻ hai đứa đi, thì hai bạn cùng thụ tinh một lúc, cùng một tinh trùng, hai người có thai đẻ lượt luôn, nuôi nhau, chăm sóc nhau. Tôi thấy quá hay luôn, quá tuyệt vời. Bầu mà phụ không kịp kêu tôi tới, tôi phụ cho. Cái này tôi thấy vui á. Không, chị thấy ý kiến nó được. Mà có ai làm vậy chưa ta? Không biết là cộng đồng LGBT có ai có suy nghĩ như vậy chưa? Chưa đâu, em nghĩ là chưa. Tại thường thường chỉ là một người. Chỉ là một người thôi. Chắc do người ta nghĩ là nuôi không nổi hoặc là không thể lo hết thôi. Chứ chị nghĩ ý kiến nó hay á. À, tôi ý là của tôi thôi. Mà biết đâu mai mốt sẽ có nhiều người sẽ tán thành ý của các tường. Nếu mà mọi người khán giả mà đang theo dõi chương trình này, mà đặc biệt là những bạn trong cộng đồng LGBT mà thấy ý kiến của tường là hợp lý á, cho tường vào cái comment nha, tường sẽ coi để mà tường tiếp thu ý kiến của các bạn. Còn nếu tường nói sai, các bạn đừng chửi, tại tường không hiểu. Nhưng mà tường thấy cái này là đúng, cái này là về y học. Rõ ràng là cuối cùng vẫn là hai đứa đó là anh em chị em với nhau. Rõ ràng do hai các bạn nuôi dưỡng, mối quan hệ còn thấm thiết hơn nữa, nó là cùng cha mà. Đúng không? Chị thấy là tuyệt vời. Rồi, chị hy vọng là sẽ ok. Rồi, mỗi người một lá. Ấm ba là xì bùa, bóc chúng cái nào thực hiện cái đó. Toàn là khó không đó, bóc đi. Hãy nựng mặt đối phương và thể hiện lời nói. Hãy là người yêu âm nhé. Trời ơi, dễ quá. Cơ hội nữa, không có còn. Khó với em lắm á. Dễ. Tại vì em á, giống như là em không có biết nói chuyện ngọt ngào, lãng mạn được như người khác á. Thôi làm đi, đây là cơ hội đó, bước qua. Vòng qua sau lưng tôi lẹ. Thật ra đây là lần đầu tiên của em luôn á. Cái gì cũng phải có lần đầu chứ. Trời ơi, thơm dữ, nó bước qua người tôi mà thơm phức luôn vậy á. Hy vọng mình có cơ hội á thì... Trời ơi, dễ thương quá. Ơi, trời, tôi cho cơ hội rồi, còn trời ơi đất hở gì nữa. Bên đây. Điểm yêu thích của đối phương mà bạn đang tiếp xúc, từ khi mà em chưa nhìn thấy mặt bạn, những gì mà bạn nói á, thì em cảm thấy là thực sự là một người rất là hiểu chuyện. Em cảm thấy rất là hiểu chuyện, em rất là thích. Vui rồi thấy không? Vui rồi thấy chưa? Thật ra đó là những cái để cho tụi em test thêm cái cảm xúc với nhau, cho tụi em có cái sự gần gũi với nhau hơn thôi. Thì đến với chương trình ngày hôm nay, thật sự Tường cũng không biết nói gì nhiều, tại vì Tường cũng không có cái nhiều cái kinh nghiệm trong này. Nhưng mà đây là một cái cơ hội, Tường nghĩ rằng là hai bạn sẽ biết đâu hôm nay là sẽ có một cái mối lương duyên với nhau ha. Cơ hội cuối cùng cho em trong ngày hôm nay, trước khi bấm nút, hát một bài hát tặng bạn gái. Người nói yêu anh đi, người nói thương anh đi, để cho con tim này đừng ngóng trông hao gầy. Hãy đến bên anh đi, để cho tình trọn vẹn chúng ta, vì nơi con tim này luôn có tình yêu dấu kín cùng thương nhớ cho em. Hả, hết rồi. Thôi rồi, em cũng hát không? Em hát ngắn. Thôi được rồi, thế là cũng vui rồi chương trình ngày hôm nay. Thế bây giờ là cái lúc quan trọng nhất, hai bạn sẽ cùng đặt tay vào cái nút bấm này. Chị Tường sẽ đếm từ 1 đến 3. Nếu thật sự chúng ta rung động và có cảm tình với người đối diện và nghĩ rằng đây là một cái mối quan hệ lâu dài thì chúng ta bấm nút nha. 1 2 3 Trời ơi,
tôi thấy bạn gái bóng mà tôi sợ là cái bóng tay ghê vậy đó, tại vì cái bóng bằng dài quá bóng không được, nhưng bạn ấy vẫn quyết chí. Rồi chúc mừng hai bạn về một bên. Trước tiên là chị Tường gửi tặng cho hai bạn những chiếc vé xem phim của rạp chiếu phim Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Chúng ta có thể đến đây xem phim, tâm sự trò chuyện với nhau ha, một nơi cũng rất là lãng mạn, nắm tay nhau, một nụ hôn đầu tiên, kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp mặt. Dễ luôn quá, trời ơi tôi ganh tị quá, vui quá. Ngày hôm nay lần đầu tiên Cát Tường đã làm chuyện ấy như thế nào? Cát Tường đã thành công khi đã làm mai mối được cho một cặp. Cặp này gọi là cặp sao em? Giúp chị, giúp chị. Cặp đồng tính nữ. Đồng tính nữ, dạ. Mà là hai bạn nữ, một bạn là nam, một bạn là nữ. Tôi không biết những cái từ chuyên môn nên quý vị thông cảm nha. Nhưng Tường rất vui vì càng ngày thì cộng đồng LGBT càng được mọi người trong xã hội chúng ta đón nhận và không còn kỳ thị, không còn gì nữa cả. Tường rất vui khi được tiếp xúc và được làm việc với các bạn. Hy vọng rằng sẽ có nhiều bạn đang giống như thế này, cứ mạnh dạn đăng ký với chương trình Hẹn Ăn Trưa để gặp Cát Tường, để chúng ta cùng trò chuyện và biết đâu lại có một nửa yêu thương mang về quý vị nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ rất là quen thuộc của chương trình Hẹn Ăn Trưa, thứ ba, thứ năm, thứ bảy hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 12 giờ thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần trên kênh MyTV quý vị nhé. Và bây giờ Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại. Đời của em á thì là em lại rất thích nuôi chồng. Kỳ vậy, bà con nhà dạy vợ vậy. Chồng em sẽ vô rửa chén cho em. Chồng em sẽ vô rửa chén cho em. Nếu mà em yêu người nào người đó rất là may mắn á, chỉ mỗi bận mỗi một việc duy nhất thôi, rửa chén thôi, còn lại thế giới còn lại em lo được. Tình trường của em thì trải qua 18, 19 mới tình rồi chị. Cái gì? Cái gì? Em á, em là thích đi xe buýt dạo quanh thành phố Hồ Chí Minh nè. Thì có gặp bạn nữ cá tánh đó là tiếp viên xé vé cho biết. Dạ, tình cảm cũng gần một năm. Nhưng mà khoảng 3 tháng cuối cùng á, thì bạn lúc đó bạn dạo em. Bạn nói chung là tìm mọi cách á để giả đò giận hờn á qua đồng nghiệp á, thì biết là bạn bị ung thư. Thưa quý vị, với một bầu không khí rất là hân hoan, rất là hào hứng, xin mời quý vị cho một tràng pháo tay để đón hai chàng trai của chúng tôi. Wow. Trời ơi. Ngon lành, ngon lành. Ổn định chỗ ngồi đúng không chị? Hả? Ổn định chỗ ngồi chứ? Ổn định rồi, ổn định rồi. Vậy bây giờ còn chần chờ gì nữa? Mời hai cô gái của tôi xuất hiện. Các chàng trai nhìn về phía trước nha. Hai cô gái cực kỳ dễ thương. Bây giờ mình sẽ giới thiệu nha. Mời chàng trai ở ghế màu xanh hãy giới thiệu trước. Anh rất nhớ vào một ngày nắng hạ. Wow. Giường nhà em xanh, xanh biết dọn mùng tơi. Ta trao nhau với chiếc hôn chờ đợi. À, em quên. Hôn luôn cũng được. Dạ, em hôn. Dạ. Hôn cho chị đỡ ế. Ôi buổi hẹn đầu, lưu luyến mối tình thơ. Oh. Làm chị thơ. Hai chị là mối tình thơ nha. Oh yeah. Chị mới được hôn tay nha. Hên, biết đâu mấy chục năm không ai hôn, nay có người hôn hơn. Rồi cảm ơn em. Rồi cuối cùng là em tên gì? Dạ, xin chào chị Cát Tường và cũng như là anh Hứa Minh Đạt. Cũng như là hai bạn nữ bên kia cũng như là người thân của hai bên gia đình. Tự giới thiệu, em tên là Trần Tấn Tâm Minh, 36 tuổi. 36 tuổi? Dạ. Thấy con trẻ quá vậy? Tưởng chừng 30, 32 thôi. Dạ. Hiện tại thì em đang phụ chị kinh doanh mỹ phẩm cũng như là nhân viên giao hàng luôn. À, là coi như là làm shipper đi giao luôn. Dạ. Làm công việc này lâu chưa? Dạ, cũng khoảng 2 năm rồi chị.
Vậy trước 2 năm thì làm công việc gì? Trước 2 năm thì em làm nhân viên văn phòng công ty Mai. Rồi. Mời bên kia. Cô gái ghế màu xanh, tự giới thiệu về mình đi cơ. Dạ xin chào mọi người, em tên là Bùi Thanh Quỳnh Như. Năm nay em 29 tuổi. Em sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh, tại quận Tân Bình. Còn công việc hiện tại của em là em là nhà văn, em viết nhạc. Hiện tại em đang theo đuổi con đường diễn giả. Em ơi, mà em viết được nhạc nhiều chưa em? Dạ em viết cũng khoảng tầm được mấy bài thôi chị ơi. Mấy bài hả? Dạ. Có ca sĩ nào hát những nhạc phẩm của em chưa? Dạ rồi ạ. Ví dụ một hai bài cho chị biết coi, ca sĩ nào hát. Ví dụ như là bài Đơn Côi của chị Trương Quỳnh Anh ạ. Ôi, mới có mấy bài mà đã được ca sĩ nổi tiếng hát rồi hả em? Dạ, cái bài đó là bài đầu tay của em luôn ạ. Quá tuyệt vời. Em viết nhạc rồi, em viết sách rồi, em hát được không? Sao mình không hát nhạc phẩm của mình luôn thử? Tại vì em thấy là em hát nhạc của em nó dở chị. Đâu, hát thử một đoạn chị nghe thử coi nè. Vậy thôi em hát bài Đơn Côi luôn đi ha. Đơn Côi luôn, rồi. Dạ rồi. Ngồi trên cao ngắm sao đêm nay chợt thấy tôi lòng buồn như lúng nào. Vì ngày hôm qua đã trôi qua mau, để nỗi đau vẫn còn trong trái tim. Tôi đâu muốn trái tim tôi băng giá dưới cơn mưa ấy khiến cho lòng buồn. Vì ngày hôm qua em rời xa tôi, để lại trong tôi niềm nỗi đau. Đêm khuya thanh vắng chỉ mình tôi ở đó, để chờ sương gió vây quanh tâm hồn. Giờ anh nơi đâu có hay cho lòng tôi một tình yêu đơn phương thầm kín hơi người dấu. Đây nha, cho em biết là bên đây có chàng trai hát được nhạc của em. Đó cũng là một cái nhân duyên đầu tiên. Biết đâu hôm nay hai bạn hợp nhau. Rồi, trước mắt là như vậy. Dạ, cảm ơn ạ. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt George hai trong một mới, làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt George hai trong một, giặt và xả tất cả trong một. Nãy giờ ngồi cười hoài, em tự giới thiệu về mình đi nè. Em xin chào tất cả mọi người ạ. Em tên là Tô Thị Thanh Hiệp. Em sinh sống ở Quảng Ngãi nhưng mà em làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Hoạt động công việc chính của em thì là marketing tại công ty. Marketing về mặt hàng gì? Dạ, chuyển giao công nghệ và đào tạo thẩm mỹ. Thực ra thì công việc hay vui vui của em hiện tại em đang hoạt động thì có làm bác sĩ một chút tâm lý cho một số mọi người. Rồi em sẽ đưa em cái lời khuyên tích cực cho anh ta. Dạ, thì thường thì công việc đó em thấy em thích nhất, nó là hạnh phúc hơn. Bây giờ mời em trai. Dạ. Lời đầu tiên em xin chào chị Cát Tường, anh Hứa Minh Đạt cùng toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Phạm Văn Phúc ạ. Em sinh năm 1988 ạ. Em sinh ra và lớn lên tại Nam Định ạ. Hiện tại em đang công tác và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ em là giáo viên ạ. Giáo viên dạy về gì, cương cấp mấy? Dạ thưa chị là em dạy toán cấp 2 ạ. Thầy giáo trẻ đẹp trai ha. Dạy toán luôn. Ở trong thành phố này là mình ở với ai hay là tại nhà mình vào đây luôn? Dạ thưa chị là em ở dưới Hóc Môn thì em ở một mình ạ. Còn em có một anh trai cũng đang là giáo viên dạy ở trường trung học phổ thông Bình Chánh ạ. À là mình có hai anh em thôi hả? Dạ không, nhà em có bốn anh chị em ạ. Có một anh trai nữa là sinh đôi với em ạ. Ôi vậy hả? Sinh đôi luôn. Dạ. Rồi tôi thấy tôi hiểu rồi. Bây giờ để sẵn hỏi luôn là điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ điểm mạnh của em có thể là em không biết hút thuốc ạ, không có biết nhậu ạ. Không biết hút thuốc, không nhậu, thầy giáo chuẩn mực. Em biết chơi thể thao ạ. Môn gì? Dạ môn gì em cũng biết chơi nhưng không được giỏi ạ. Em biết nấu ăn ạ. Bây giờ mình còn có cái gì trong người mình cảm thấy ngay còn cái gì là gọi là cái khuyết điểm của mình chưa? Khuyết điểm của mình. Dạ khuyết điểm của em thì cũng tương đối nhiều ạ. Như là em hay nói chuyện với bạn khác giới thì em hơi nhút nhát một xíu. Em hay ngủ nướng. Ngủ nướng là có trẻ giờ dạy không? Dạ không ạ, vì em chỉ ngủ những cái ngày như là thứ bảy chủ nhật. Khi mà không có tiết, em biết chắc là không có tiết thì em sẽ tắt báo thức và em sẽ dậy muộn hơn một xíu. Đã luôn ha. Rồi mời bạn nữ. Trước khi mà anh hỏi thì em nhìn hai người đàn ông ở dưới, một người áo sơ mi và một người áo thun, thì em mường tượng anh chàng sinh đôi là anh nào? Anh cho em mượn cặp kính cận thì em không thấy đường. Ủa vậy hả? Trời ơi. Đó, theo cái giọng nói và em mường tượng đó là anh chàng áo sơ mi hay là anh chàng áo thun? Em nghĩ là cái anh áo xanh á. Hai người áo xanh luôn, áo sơ mi, áo thun. Sơ mi.
À, em nói áo sơ mi. Áo sơ mi đúng không? Cái gu đó em thích không? Dạ, chắc tại anh cười nhiều quá nên em thích. À, là thích. À, yeah. Rồi, giáo ý kiến. Bây giờ nè, thế mạnh và thế yếu của em. Thế mạnh và thế yếu của em là nó nhiều. Ví dụ như trong công việc là lâu lâu em hay training á, tại vì có một việc phụ bên ngoài á, thì thế mạnh của em sẽ là nói rất là... phục khách hàng. Yes. À, nói chung là khi mà nói chuyện thì sẽ rất là hay, nhưng mà đôi khi trong mối quan hệ cuộc sống thì em bị cà nhây á. Kiểu em rất là thích hoạt náo, và đặc biệt là cầm ràm trong việc là em với đứa em trai không bao giờ chịu rửa chén cho em, là em cầm ràm cả ngày luôn á. Em tức đến nỗi em nói là bữa nay em lên quay phim em sẽ tố cáo nó. À, tức tới như vậy luôn á hả? Dạ. Và cuối cùng ai là người chiến thắng? Dạ em. Em của em chiến thắng là em phải vô rửa chén. Dạ, đúng rồi anh. Nó nói một câu thôi: tiền nhà này ai trả chị hai? Được không? Vậy là cuối cùng tiền nhà là thằng em nó trả? Dạ đúng rồi ạ. Ngộ vậy, sao chị không nuôi em mà em nuôi chị? Nhà em bị ngược á chị. Văn hóa trong nhà em á là ba em nói em sinh ra đã chịu nhiều thiệt thòi, nên là hai đứa em phải cưng em. Nên là đâm ra em được cưng hơn. Tiền nhà, tiền điện nước, tiền ăn, sự nghiệp này nọ em cho em VIP. Còn em chỉ cần vui vẻ. Trời ơi, hồn nhiên quá ha. Chả là em tự đi làm nhà là em cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc và hồn nhiên thôi đúng không? Dạ đúng. Em cũng mong muốn kiếm một người chồng, một người bạn trai mình là cũng nuôi mình luôn cho mình hùng như vậy mãi đúng không? À. Không, nhưng mà trong cái kế hoạch cuộc đời của em á thì là em lại rất thích nuôi chồng. Kỳ vậy, bà con nhà dạy vợ vậy. Tự nhiên bắt em trai nó nuôi mình mệt chết luôn, tự nhiên mới mốt mình đi nuôi chồng. Tại vì chồng em sẽ vô rửa chén cho em. Trời ơi, vậy là bé này thù rửa chén lắm nè. Chị thấy bé này vui rồi đó. Biết rửa chén không? Dạ em biết chị ạ. Biết không? Biết đúng không? Em trai em cũng hay nói một câu là nếu mà em yêu người nào, người đó rất là may mắn á. Chỉ mỗi bận mỗi một việc duy nhất thôi, à, rửa chén thôi. Còn lại thế giới còn lại em lo được. Kiểu vậy á. Rồi bây giờ qua tới sao? Em nghe bên đó giới thiệu mà em ngồi bên đây ghế màu xanh mà em nghe cô gái kia em cũng cười luôn. Nói chung em rất là dễ cười. Em cảm thấy bạn rất là thú vị. Dạ hả? Rồi vậy em mình giới thiệu coi mình có những điểm thú vị gì. Biết đâu Minh cũng có những cái thú vị của mình. Dạ, okay. Chàng trai ở ghế màu xanh nha. Ừ. Rồi điểm mạnh điểm yếu của mình như thế nào? Dạ. Em thì cái ưu điểm của em á, sao? Nếu mà yêu ai á thì chắc chắn em sẽ là chung thủy. Dạ. Rồi. Chung thủy không phải là thể hiện bằng lời nói. Chung thủy em nghĩ là cái bằng hành động á. Ví dụ như là em có thể là em lặt rau được, em khoái rửa chén được. Cái đó là chung thủy đó hả? Dạ, em giúp việc nhà được. Cái đó đâu liên quan gì tới chung thủy đâu. Em làm xong việc em cũng ra ngoài em lén phép. Nhưng em không có ghen. Tính em không có ghen. Không có ghen liên quan gì tới chung thủy. Dạ. Điểm yếu. Điểm yếu của em hả? Điểm yếu của em là ngủ ngái. Ý. Ngái dữ không? Em ngái to như trống như đánh như chị. Ai nói cho em biết? Dạ. Nhà chị hai của em á. Có bữa nào anh ghi âm lại cho em yếu à? Tiếng như dạ. Thế nào không? Dạ không. Chắc lẽ em phải đem cái tiếng lên đây em phát. Dạ không, gần từng tiếng ngái. Nhưng mà sáng dậy là thấy là dính ke lên miệng. Trời ơi. Vậy trời ơi, đang đi cô gái mà ông cắt cho tôi cái mảng dính ke lên miệng đi. Còn em nè, giờ điểm mạnh điểm yếu mình nè. Điểm mạnh của em là em viết lách. Em viết lách tốt. Là khi mà em viết một cái điều gì đó mà em muốn chia sẻ thì em viết rất là nhanh. Theo cái cảm xúc của em không có cần phải suy nghĩ nhiều. Khuyết điểm của em là em hơi bị nhạy cảm và nóng tính. Nhạy cảm là như thế nào nhạy cảm? Nhạy cảm là dạng giống như là em rất là dễ có cảm xúc á. Em dễ buồn một cách thay đổi á, liên tục á. Anh nghĩ em là một người rất là đa tình đa cảm vì em không có những cái mối tình gì chưa? Dạ có chứ. Nếu mà mối tình chính thức trước giờ của em chỉ có một mối tình thôi. Nhưng mà mối tình mà kiểu giống như là đơn phương hay là không có đến với nhau mà cảm tình á, thì có khoảng hai mối tình là nó thuộc dạng là làm cho em quên rất là khó. À, đó là mối tình đơn phương thôi đúng không? Dạ không phải, có nghĩa là người ta cũng thích mình. Mình cũng thích người ta, nhưng mà tại vì em rất là nhát, chưa nghĩ rằng là mình có người yêu sẽ như thế nào á, cho nên em cứ giấu trong lòng nhưng mà em lại thể hiện với người đó là em ghét người ta. Trời đất. Kỳ vậy. Đúng là con gái nó có là không, nó không là có được ơi. Em tiếc nuối nhất là cái bạn em học năm lớp 9 nè. Cái lớp 9. Wow, yeah. Đúng rồi, cái bạn đó cũng là cái bạn mà em viết bài đơn côi. À, là cái bài đó để mà là cái nguồn cảm hứng của em để mà em sáng tác nhạc luôn hả? Dạ đúng rồi. Rồi ok. Sao em? Nghe tình trường bạn gái bển mình đây mình thấy như thế nào? Nói chung là cũng tình cảm của bạn ấy cũng có đó, nhiều khúc mắc á. Ừ. Còn em, tình yêu em có rắc rối không? Tình trường của em thì trải qua 18, 19 mối tình rồi chị. Cái gì? Dạ. 18, 19 mối tình rồi chị. Cái gì? Dạ. Rồi, bây giờ em phải làm live show cho em á. Em kể là tới 18 mối tình thì một mối tình thì kéo dài bao nhiêu lâu?
18 mối tình đó toàn là đơn phương của em thôi. Em chưa nói hết. Cái gì vậy trời? Bắt đầu từ bao nhiêu tuổi? Từ học cấp 3 chị. Rồi em đếm đi, em đếm 18 chị nghe coi. Mối 1. Lớp 10. Lớp 10. Mối 2. Mối 2, lớp 11. Rồi, mối 3. Mối 3 là 5 mối lớp 12. Hả? 5 mối lớp 12. Lớp 12 là 5 mối. Chia ra học kỳ 1, kỳ 2. Rồi. Trời, giống như là nguyên một trường. 7 rồi đó, là 7 rồi. Dạ 7. Dạ, rồi tốt nghiệp cấp 3 nữa. Ba mấy mối? Ba học cho tốt nghiệp cấp 3 nó 5 mối nữa. 5 mối nữa là 7 năm là 12. 12. Rồi xong lên sinh viên hệ cao đẳng thì em học 3 năm. Thì thì cứ tiếp đó nhân lên. Tiếp. Rồi cái mối cuối cùng là mối nào? Mối cuối cùng mà 18 mối tình đơn phương đó là năm 2018. Là kết thúc 18 mối tình đơn phương. Dạ. Chứ mà em không có chung thủy ha. À, không phải chị ơi, tại lý do là tại chắc có thể là tại không có kiên trì ha. 18 mối tình đó đều có điểm chung là các bạn nữ rất là dịu dàng, thùy mị. Nhưng mà tại em có thể là em hay mạnh bạo tấn công dữ quá cho nên mấy bạn sợ. Sao em không chậm lại mà em cứ mạnh bạo chi vậy? Dạ thì cũng có mối tình mà 2019 thì em được một mối tình. Được một mối tình thì bạn nữ nó cũng cá tính mạnh lắm. Được. Dạ. Cá tính mạnh. Em? Do em á, em là thích đi xe buýt dạo quanh thành phố Hồ Chí Minh nè, thì có gặp bạn nữ cá tánh đó là tiếp viên xé vé xe buýt. Dạ, lúc đó lên rất là hồi hộp, nhưng mà cũng giả bộ đưa vé bình thường vậy thôi. Rồi xong rồi cái cũng kết bạn Zalo rồi cũng trò chuyện tìm hiểu, cũng như bắt đầu yêu nhau. Cũng em cũng dở cơm mỗi trưa. Vậy hả? Dạ. Tình cảm cũng gần một năm, nhưng mà khoảng 3 tháng cuối cùng á thì bạn lúc đó bạn gạo em, bạn nói chung là tìm mọi cách á để giả đò giận hờn á, rồi diễn lý do này nọ. Qua đồng nghiệp á thì biết là bạn bị ung thư. Và em vẫn đồng hành với bạn luôn, dù bạn bệnh em vẫn đồng hành với bạn đó. Dạ. Vô bệnh viện thì cũng em cũng có chăm cùng với ba má của bạn, tại ba má của bạn cũng ở Bến Tre á, em cũng vô cùng hai bác cũng tâm cũng nuôi bạn, tại tình trạng bệnh rất là nặng giai đoạn 3 luôn. Là bạn gái không trị được. Không trị được. Em ở bên bạn đó điều trị bệnh cho đến lúc bạn mất luôn. Đến lúc bạn mất là đưa về Bến Tre làm đám á, phụ với hai bác. Nhanh dữ vậy em? Rất là nhanh chị. Dạ. Nhưng đúng một năm. Ba tháng cuối là ba tháng phát bệnh là có 3 tháng thôi là mất. Dạ. Chị xin chia buồn với em nha. Thôi thì mọi chuyện cũng qua. Chị nghĩ là nếu như bạn gái em mà mất mà có linh thiêng cũng muốn em sẽ tìm được một cái hạnh phúc mới. Cho nên thôi bây giờ nó cũng qua rồi 2 năm rồi ha. Tự nhiên tôi nổi da gà nè. Tôi thương mấy người vậy lắm. Tôi khổ ghê luôn á thiệt. Rồi thôi được rồi, qua bên đây. Sao cơn tình trường em sao em trai? Em trai ghế đỏ. Tự nhiên tôi cứ bị bần thần với cả. Dạ vâng, em cũng nghe tình trường của bạn nam bên cạnh nên em cũng hơi xúc động. Xúc động ha. Rồi thầy giáo tình trường sao? Về tình trường của em thì em đã trải qua 3 mối tình. 2 mối tình thì thời học đại học ạ. Theo đuổi bạn đó 2 năm nhưng mà khi mà mình tỏ tình thì bị từ chối. Sao vậy? Dạ, do lúc hồi đấy em nhát lắm ạ. Em còn nhớ là cái đợt mà vào học trong trung tâm giáo dục quốc phòng ấy chị. Bạn ở một dãy, em ở một dãy. Sau đó em có đi hiến máu nhân đạo, rồi là em có kiếm về một con gấu nhưng mà từ hôm đấy lại hết gấu có chị ạ, à. Nên là em nó chỉ còn có con cá sấu thôi. Thế, đúng không? Dạ. Thế là em ấy cầm con cá sấu em sang phòng bạn em, như là có sự xung sức của các bạn cùng phòng tỏ tình đó. Thế là em đã hết can đảm em sang em tỏ tình thì bạn đó lại cứ hiểu nhầm ý em ạ. Đúng rồi, bạn này mua cá sấu. Dạ đúng đấy ạ. Mà em nghĩ sao đi tỏ tình em mua con cá sấu em? Yeah. Con gấu bông nó không có thì em mua con chó, con cún, con mèo. Không ấy em ra em mua đại nó không bó bông thì tự nhiên em mua con cá sấu. Dạ, dạ thưa chị là trong giáo dục quốc phòng thì mình không được ra ngoài chị ạ. Dạ. Khi mà học xong á thì ra thì bạn ấy cũng em mới biết bạn ấy quen một người học trên khóa và ở cùng quê luôn ạ. Và em nghĩ là cũng là do một phần khoảng cách giữa hai người ấy chị. Em ở Nam Định và chị còn bạn ấy này thì ở Lạng Sơn ạ. Là thất bại. Dạ. Có cái mối nào trong Sài Gòn không? Dạ có ạ. Thì cái mối đó là mối thứ ba thì khi em ra trường rồi em vào đây ạ. Em cũng có quen được một em ạ, cũng đã chia tay cách đây 2 năm. Cũng là do bất đồng nhiều quan điểm cũng như là lối sống ạ.
Do công việc ấy, lúc đầu em vào đây nó chưa ổn định thì công việc của em cũng gặp rắc rối. Sau đó em có, em cũng là do lỗi tại em là chính ấy, thì em cũng có sao nhãng với bạn đó. Và khi mà em công việc của em chuyển lên Hóc Môn ổn định rồi ấy, thì bạn đó lại đã có người yêu rồi. Dạ. Để rút cái kinh nghiệm là phụ nữ mình phải luôn luôn quan tâm chăm sóc. Dạ. Phải thông cảm là cái lúc đó đàn ông chưa ổn định sự nghiệp nên em cũng hơi lơi là, đúng không? Dạ. Thôi không sao, bây giờ thời cơ chín mùi rồi nha. Công việc ổn định, tuổi chín mùi là bây giờ phải tập trung vô chuyên môn. Có đó, là thầy phải sắp xếp nha thầy. Dạ đây là cơ hội luôn. Tới em Hiệp. Em gái ghế đỏ này của tôi nè. Thật ra là em là người có nhiều người theo đuổi. Nhưng mà tức là tính em có một giai đoạn khủng hoảng nên là em bị mất khá nhiều bất ổn về tâm lý. Em cũng không hiểu tại sao mọi người yêu mình vào lúc mình khủng hoảng, lúc mình vui vẻ hạnh phúc, chả có người nào yêu. Người yêu nãy giờ tôi nghe tâm lý cuối cùng có mối tình nào chưa? Dạ, mối tình của em thôi, em hay theo kiểu ủng hộ người yêu ngoại tình lắm. Sao em có một giai đoạn á, tất cả những người yêu em đều cảm giác em không biết ghen á, nên họ quen thử người khác á cho em ghen ấy. Sau cái cô gái nhắn tin hỏi thăm em ấy, sau em tâm sự riết rồi cô ấy trở thành fan của em. Rồi xong cái em nói nếu mà người ấy có cảm xúc với em thì chị ủng hộ. Nên là em nói với người yêu của em là thật ra nếu anh đã dành cảm xúc cho một người nào đó thì anh phải tôn trọng cái thời gian cô ấy đang dành cho anh. Chứ em thì em nghĩ là em không hợp. Này, nói chung là bà chưa có yêu ai hết trơn á. Mời bà chị còn này mới giới thiệu chưa có yêu ai hết á, có bồ quen cho vui vậy thôi, ngộ nhận tình yêu thôi, chứ còn yêu người ta ghen thấy bà làm gì yêu mà không ghen. Có ai yêu mình nhường bạn trai mình cho người khác thiệt. Bởi bây giờ cô chưa có yêu nha, thì bây giờ túm lại nè, có bó cái quẻ nào coi cái mẫu người lý tưởng của mình như thế nào không? Nếu mà coi mà mẫu người lý tưởng thì em không có coi, nhưng mà có rút quẻ cho vui. Sao? Thì thứ nhất là người ấy sẽ cao 1m65 đến 1m7 có. Ok, tóc ngắn, có mắt có mũi có tai. Thật ra là người đó sẽ là người đang tìm cho mình một định hướng, vừa mới mất một mối tình. Gì? Em rút quẻ thì nó ra là người đó vừa, tức là người ta đã kết thúc mối tình nào đó rồi, nhưng mà cái tình cảm nó còn đầy lắm. Trong quẻ nói em bấm nút trúng người đó đó. Thấy ghê vậy. Người đó nước da hơi ngâm, không có trắng. Người đó nước da hơi ngâm, không có trắng. Rồi sao nữa nè? Cũng có body nhưng mà cũng hơi mập một xíu. Ê, sao tôi thấy bói hồi ra cái anh mặc áo xanh đó. Anh áo xanh này đúng không? Áo xanh nữa. Không, tôi nói bói hồi tôi thấy ra giống anh ngồi mà ghế màu xanh bên đây nè. Tôi thấy vẻ giống giống á. Mẫu người lý tưởng của em sao cưng? Dạ thưa chị, thì mẫu người lý tưởng của em thì đơn giản lắm á. Chỉ cần người đó yêu thương mình, lắng nghe và quan tâm gia đình là được rồi. Ờ, em nghe cái tiêu chí của cô ghế đỏ nãy giờ em thấy mình có hợp với tiêu chí của cổ không? Dạ em nghĩ thì khi mình đã trải qua một mối tình rồi thì cứ bảo là bỏ ra khỏi đầu nhưng mà cũng khó á. Thì ít nhiều cũng có một chút rồi thì đó vương vấn á. Ủa vậy là thầy còn vẫn còn vương vấn cái mối tình đó hả? Mối tình nào, 1, 2, 3? Dạ em nghĩ là đó là mối tình thứ 3. Thì không phải ý của em là em vẫn còn cảm thấy là có gì đó hơi có lỗi với bạn. Dạ. Rồi vậy nếu bạn nó quay lại rồi em có ok không? Dạ bạn nó sắp cưới rồi ạ. Dạ. Vậy là trong lòng vẫn chưa dứt. À vậy cũng có thể cô kia bói. Khi mà em dứt rồi thì em mới lên đây ạ. À dứt rồi mới lên đây. Dạ. Rồi mẫu người lý tưởng của em như thế nào về ngoại hình? Dạ ngoại hình thì em nghĩ là chỉ cần dễ nhìn là được ạ. Còn chiều cao thì em cũng không cao ạ. Nên bạn chỉ cần 1m55 trở lên là được ạ. Rồi cô gái ghế xanh đi, tiêu chí như sao? À. Dạ mẫu người lý tưởng của em thì thật sự trước giờ em có một cái mẫu người chung chung, nhưng mà theo cảm nhận của em thì em thích những cái người nào mà ít nói. Em thích một cái người hành động nhiều hơn là nói. Ngoại hình thì sao? Ngoại hình thì em muốn một cái người dễ nhìn. Thật sự là em hay dễ bị cảm tình với những người có cái khuôn mặt dễ nhìn. Rồi mời em trai, mẫu người của em cần tìm là người như thế nào? Cái tiêu chí của em á, khi tìm bạn gái thì em nghĩ là cái ngoại hình đối với em thì cũng chiều cao tầm với em. Cao mét mấy? Em cao mét gần mét 7 à. Dạ cho em nghĩ là chọn bạn gái thì em nghĩ là tầm 55 tới 60 được rồi. Dạ. Còn tính cách thì em nghĩ là chắc con bé nó cũng phải cá tính giống mình. Đúng rồi, cái gu em nãy giờ em vẫn thích là cái gì nó cá tính. Em thích là cá tính, là cô bé đó là nghĩ gì nói đấy. Bây giờ mình để thêm ý kiến của người thân nha. Hello. Đàn trai trước nè.
Dạ vâng. Xin chào chị Cát Tường, chào anh Hứa Minh Đạt, chào nhà gái bên đấy đấy ạ. Em là anh trai của Phúc. Ủa? Sinh đôi hả? Dạ không, em thì không phải là sinh đôi mà sinh đôi với Phúc đây ạ. Hôm nay thì ba anh em đến chương trình để mong muốn là tìm em dâu út đấy ạ. À, trời, bữa nay có hai anh đi theo luôn á. Em xin tự nhận xét về em trai của em. Thì thực tế thì chắc là như anh chị cũng đã thấy rồi, em trai của em thì nó hèn, hơi nhút nhát một chút. Nhưng mà đổi lại được cái thì nó rất là nhiệt tình. Và lại về hai bạn gái bên này thì thấy em nào cũng rất là dễ thương, rất là xinh xắn. Cũng mong rằng là lát nữa thì có một trong hai thì sẽ về với Phúc và làm em dâu của anh. Thì anh tham quá, anh phải focus, anh chọn vô, anh chốt chứ. Theo anh nãy giờ là anh thấy ai là phù hợp nè, xin thôi nè đó, thông hai anh em là phải cùng chung suy nghĩ nè, cùng chung nhịp đập nè, chọn giùm cho anh cho em mình một người. Em thấy hai bạn gái này cũng rất là dễ thương và đáng yêu, cười thì rất là duyên ạ. Ai về làm em dâu của em cũng đều được hết ạ. Ồ, chung luôn nguyên nhà. Nhưng chung mà vậy luôn nếu à? Nếu như là anh sẽ chọn ai? Dạ, cái này thì cũng rất là khó ạ, tại vì cái đấy thì để cho em trai em sẽ lựa chọn ạ. Như em này, em chọn ai cũng dễ thương, ai cũng được. Trời ơi, ba anh em thiệt. Hai ông anh sợ bị đối thừa. Dạ, em xin chào chị Cát Tường ạ. Xin chào anh Hứa Minh Đạt và chào tất cả mọi người ạ. Nếu mình để cho em chọn một trong hai anh á thì chắc là sẽ là anh màu đỏ. Chắc là anh màu đỏ. À, chị em đang ngồi ghế màu xanh phải không? Dạ đúng rồi. Lý do tại sao? Tại vì theo bản thân của em thì thấy hai anh chị có rất nhiều điểm tương đồng ạ. Rồi, cảm ơn em nha. Đó là một cái ý kiến để cho chị em có thể tham khảo thêm. Rồi, dạ mời hai chị bên này. Em chào cả nhà. Em là bạn khá thân của Hiệp. Theo em thì cái sự sắp xếp ở các cái ghế nó cũng đã có một cái gì đó nó fix với nhau trước mà mọi người có thể thấy trước rồi. Đối với em thì em thấy cái bạn nam ghế đỏ thì nếu nên duyên thì cũng em thấy là sẽ phải chịu đựng con nhỏ bạn của em hơi bị nhiều. Tại vì một người khá là trầm tính, còn bạn em thì nó nói cả ngày. Nhưng mà còn duyên số như thế nào thì chắc là bạn có thể quyết định được. Thôi được rồi, nếu như các quân sư mà không đưa ra được một cái ý kiến gì nó chính xác để cho các thân chủ của chúng tôi ngồi đây hoang mang lo lắng thêm, để cho các bạn ấy tự quyết định luôn. Mình còn chờ đợi gì nữa Tường ơi? Gì nữa? Chúng ta hãy mở cửa trái tim. Wow. Sao đứng lên lớp không vậy? Mở vậy thầy lớp á. Thầy tới á. Thấy thầy giáo đây là đứng vào thầy liền. Chào thầy liền. Thôi phát biểu cảm nghĩ đầu tiên đi các em. Nè, sao quẻ xăm sao? Em thấy anh nấu đỏ giống quẻ xăm của em đó. Anh nấu đỏ giống quẻ xăm hả? Dạ. Hôm nay tôi bộ không ổn ha. Tổng nhưng mà cũng có một cái thời gian là nãy em thử là chọn đúng ông đó luôn. Anh em sinh đôi mà. Nhưng mà anh này đẹp trai hơn phải không? Thầy đẹp trai hơn. Chỉ cần cười đẹp là em có thì em chưa thể say. Thầy cười thầy đó, thầy đó chứ. Thầy lẻn lẻn nó thiệt khổ ghê. Sao thầy? Thầy đầu tiên khi mở cửa trái tim thầy thấy sao? Dạ em thấy là hai bạn rất là xinh đẹp ạ. Và bạn ấy áo đỏ thì rất là dễ thương. Dễ thương mà tặng quà đi thầy. Bữa nay có cá sấu không? Thì, em cảm ơn. Tặng bạn. Dạ. Thầy ơi. Nay quà ai tư vấn cho thầy mua vậy? À có ông bà già nữa nè. Dạ chị dâu em tư vấn nè. Dâu em tư vấn. Nghe nè, em gái nói này. Dạ. Vâng ạ. Em cho thầy nắm tay cái nè. Dạ. Tay thầy quéo nãy giờ nắm cho thẳng hẳn tay ra chút. Ôi nắm hả? Bên đây có phần đặc biệt nha. Thấy chưa, cái mạnh mẽ chưa? Bên đây có phần đặc biệt nha Tường. Bên đây là có ông bà hai người, một cặp. Bên đây là một cái nấm như là một con vịt thôi. Ủa vậy hả? Có sự khác nhau, chị Tường phải để ý kỹ. Không có hai hả? Không có hai. Một con vịt thôi, đi hai con vịt. Hai con vịt, có cặp có đôi. Hai con vịt vậy. Hai con vịt. Nãy tôi định dắt ông anh rồi, ông anh kỳ quá chứ. Tự nhiên hai món quà giống nhau thì ra nó có ý khác nhau. Có ý phải để ý mới biết được. Rồi sao nắm hoài luôn hả cưng? Rồi vậy luôn hả? Nè. Nắm hoài luôn hả? Cái đó mới nắm tạm thôi, rồi về phát biểu cảm nghĩ đi. Run không em? Dạ run chị. Có xa xuyến gì trong người chưa? Dạ có chứ ạ. Có hồi hộp chưa? Dạ hồi hộp hơn lúc đầu ạ. Cảm xúc đây nè. Như thế nào? Cô gái viết văn và nhạc sĩ nữa nè.
cảm xúc khi mà mở cửa trái tim thì cảm giác em như thế nào? Dạ cảm thấy vui khi gặp mà hai anh ạ. Cảm thấy rất là rung khi gặp mặt đối diện. Mà đối diện ai rung? Đối diện ghế đỏ rung hay đối diện ghế xanh rung? Dạ cả hai ạ. Có tặng quà, tặng hơi gì không? Dạ có ạ. Có. Tặng đi. Có đi, đó. Sách này là sách của em viết hay là sao? Dạ sách của em viết ạ. Wow. Cảm ơn Quỳnh Như. Dạ cảm ơn. Để cho chị coi cái cặp mắt đó là sao. Mình có thương mình. Ý nghĩa cuốn sách này là nói gì ở trọng vậy cưng? Dạ quyển sách này em viết lúc em ở Hàn Quốc ạ. Thì chủ đề mình có thương mình là ý là em thấy là khi mà mình muốn yêu thương một ai đó thì mình phải yêu thương bản thân mình trước. Tại vì đôi khi em thấy là có nhiều người á, bản thân mình bị quá nhiều sự tổn thương thì mình không biết được cái cảm giác hạnh phúc là như thế nào thì mình sẽ khó mà yêu thương người khác được. Rất hay, một lập luận cũng rất là chính xác. Ấn tượng của em như thế nào khi mà cánh cửa trái tim này mở ra? Dạ, ấn tượng với em thì đối với Quỳnh Như á, thấy cô bé này là rất là đa tài. Em nghĩ là Quỳnh Như sẽ tìm hiểu và cân nhắc kỹ khi mà chọn lựa tình cảm cho mình, chọn một đối phương phù hợp cho mình. Còn đối với bạn ngồi ghế đỏ, bạn ngồi ghế đỏ thì em thấy là bạn cũng rất là cởi mở khi mà cần và muốn lên chương trình để tìm một cái tình cảm. Em nghĩ là bạn cũng có nhiều nét tương đồng với em, cái sự vui vẻ, cũng có cái chút gì tâm linh. Dạ. Rồi bây giờ chúng ta trò chuyện một chút đi. Các bạn có thể trao đổi hai chàng trai mình mạnh mẽ hơn. Hỏi trực tiếp các bạn gái, muốn hỏi cô nào cũng được. Cho anh hỏi Quỳnh Như trước ha. Dạ. Quỳnh Như có nghĩ là mình một khi đã đăng ký tham gia chương trình, tại sao Như không thể là mình thoải mái mình hơn, mình có cái sự mới mẻ gì hơn để mình có thể là rộng mở và tìm tình cảm mình nó dễ hơn không? Dạ không, thật sự là khi mà em đăng ký tham gia chương trình đó là một cái sự quyết định rất là khó của em á. Có nghĩa là một cái sự thay đổi trong con người của em rất là nhiều. Tại vì trước giờ là em không có nghĩ về cái chuyện yêu đương nhiều lắm. Nhưng mà tại vì em cũng có một cái biến cố khá là lớn của em trong cái năm vừa rồi á. Khi mà em mở quán cà phê, em có một cái quán cà phê năm ngoái. Thì khi mà em mở quán cà phê thì bản thân em phải tự vận hành và tự làm rất là nhiều thứ. Và nhiều khi em còn bị lừa nữa. Cho nên là đôi khi em phải tự hỏi ngược lại mình là tại sao mình là con gái mà mình cứ phải đi bươn chải rồi cứ phải kiểu giống như rất là mạnh mẽ bên ngoài như vậy và mình rất là cần ai đó bảo vệ. Và những cái điều đó thì em không thể chia sẻ với ba mẹ được, tại vì trước giờ từ nhỏ đến lớn là tất cả mọi thứ là em tự quyết định và em không muốn đem những cái điều mà buồn hay muộn phiền như với ba mẹ em hết. Và em muốn là thay vì là em mà phải có một cái người khác bảo vệ em. Em muốn như vậy tại vì em đã rất là mạnh mẽ trong suốt 28 năm qua rồi. Sao thầy giáo, bây giờ quay lại cái vụ mà đàn ông mà có giúp bạn gái hay giúp người yêu làm việc nhà không đó. Bây giờ có hai cổ đây nè, thầy giáo nói cái quan điểm của mình rõ ràng về cái quan điểm. Dạ, thì em nghĩ là cái đấy thì hoàn toàn làm được ạ. Vì em nghĩ là cứ ai cũng có thể làm được khi nào mà họ dỗi. Ví dụ như là chồng mà đi làm mà chưa về thì vợ hoàn toàn có thể nấu cơm bình thường. Còn vợ đi làm mà chồng về trước thì chồng cũng có thể là nấu cơm bình thường chứ không có thể là phân biệt ạ. Có nghĩa là không giao cái việc đó cho riêng ai mà hai trong nhà rảnh yêu thương nhau thì cứ san sẻ với nhau đúng không? Vâng ạ. Em nghĩ là cái công việc của em làm á thì em nghĩ là phù hợp để làm công việc nhà hơn. Thì em nghĩ là em sẽ phụ vợ mình làm việc nhà cũng như là đi giao hàng. Mình có thể là phân chia công việc hợp lý. Dạ. Sàng đúng không? Sẵn sàng. Thôi nhưng mà nói chung là yên tâm cho hai anh á, mình đã quay chương trình mày trên đây và ghép đôi thần tốc. Mà nếu trường hợp mà mình có lấy nhau là bồn giặt tròn tài trợ 3 năm. Thiệt. Giặt giũ thoải mái hai trong một. Còn ai muốn hỏi gì đối phương nữa không ạ? À? Em xin phép chị anh Đạt là cho em tặng quà hai bạn. Quà. Wow. Dạ. Anh tặng em. Dạ, đừng cảm ơn anh ạ. Dạ. Có nói gì nhắn nhủ gì không nè? Thôi. Cảm ơn. Em nghĩ là Như, anh nghĩ là Như á, Như cần một chút gì đó phong thủy. Anh nghĩ là qua đó thì Như sẽ biết là cái tình cảm của mình á, nó có cái sự thay đổi để có tìm đúng cái người mà em cảm không ơn. Biết nói là sao. Họ nhìn nhau là hiểu rồi đó. Rồi. Anh tặng em cuốn sách tại vì em rất là vui vẻ. Em vui vẻ từ cái khả năng giao tiếp cũng như là lời nói. Thì anh nghĩ là có cái sự đồng điệu với anh một chút trong đó. Thì đến với chương trình thì anh cũng đã nói rồi. Nói lý nhí nhỉ.
Thì anh cũng không biết nói gì nữa, nhưng mà anh hy vọng là chúng ta sẽ cho nhau một cơ hội để tiến xa hơn. Anh thật giỏi chốt sale em luôn á. Ok, em cảm ơn anh. Dạ. Mời các bạn đặt tay vào nút bấm. Ở mỗi chiếc ghế của mình á, đều có hai cái nút bấm, một cái nút màu xanh và một cái nút màu đỏ. Sau 5 giây thì các bạn sẽ đưa ra cái quyết định của mình. Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Tay đặt vào nút. Đây là chương trình ghép đôi thần tốc, là nơi mà thể hiện cảm xúc chân thật nhất. Các bạn có 5 giây để lựa chọn quyết định của mình. 5 4 3 2 1. Người ấy sẽ cao 1m65 đến 1m7. Thôi nó đùa, thật ra là người đó sẽ là người đang tìm cho mình một định hướng. Trong quảng nói em bấm nút trúng người đó đó. Thấy ghê vậy. Em nghĩ là Quỳnh Như sẽ tìm hiểu và cân nhắc kỹ khi mà chọn lựa tình cảm cho mình, chọn một cái đối phương phù hợp cho mình. Khi mà em đăng ký tham gia chương trình, đó là một cái sự quyết định rất là khó của em á. Bấm. Nói thì sao chậm mà quý tay quý chân thì sao bấm lẹ vậy? Hả? Lẹ thì bấm cái gì? Quỳnh Như, sao em không bấm? Dạ tại vì thường thường là em ít khi nào mà có cảm xúc liền khi mà lần đầu gặp mặt á. Em nghĩ là nếu như mà muốn tìm hiểu thì mình sẽ là bạn với nhau một khoảng thời gian. Sao em, tại sao em không bấm nút? Dạ thì khoảng giữa chương trình thì em đã có sự lựa chọn của mình, tức là em cũng thích Hiệp. Bạn nữ là đồng điệu về tính cách, chị về vui vẻ, cảm nhận được cái dạ. đó. Nhưng mà khi mà lúc mà mở màn ra thì thấy là Hiệp có cái sự thay đổi, cái lựa chọn của mình là Hiệp có vẻ là thích thầy giáo hơn. Bạn thầy giáo hơn. Ừ. Dạ. Cho nên là mình nghĩ rằng là mình không có cái cơ hội nên mình không bấm. Dạ. Sao mình không cứ bấm đại màu đỏ đi? Nhưng mà tình cảm thì không thể nào mà bấm đại được chị. Không thì mình thích thì mình cứ bấm, còn người dạ. ta không bấm mình kệ người ta. Tất nhiên là em cũng sẽ bấm nút khi mà đúng cái con tim, đúng cái lý trí của mình. Nhưng mà khi mà thời điểm người ta không hướng về mình thì mình cũng là dạ. nó trì lại, nó phải suy nghĩ lại, đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi, cảm ơn hai em và mời cặp đôi của ngày hôm nay, Văn Phúc và Thanh Hiệp. Hai người nắm tay nhau và hãy trao nhau một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày hôm nay chúng ta đã bấm nút hẹn hò. Đã có giây phút khởi đầu. Này, hãy bấm nút. Ông cũng chơi ngược nữa. Ta bé bên đây. Rồi sao ổng hôn qua cái má bên kia? Sao vậy cưng? Má bên đây có cái micro hôn nó không đã à? Dạ. Dạ luôn hả? Trời ơi thầy dễ thương quá. Được rồi thôi bây giờ Tường sẽ chúc hai bạn có nhiều cái thời gian tìm hiểu nhau. Mình có tin vui thì sẽ báo cho chương trình biết nha. Là sẽ được 3 năm tặng bột giặt miễn phí soi 2 trong 1. Và bây giờ thì các Tường xin thay mặt cho chương trình gửi tặng cho các bạn một phần quà, đó là We Well Young Chi, nước uống thuần thảo dược chống oxy hóa tăng cường sức đề kháng. Ôi. Hey, xin mời tặng em. Rồi tặng em. Tặng em. Đây tặng em. Và để chúc mừng sự 2 thành 1 của các bạn, nhãn hàng bột giặt Joy 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong một, tặng mỗi bạn 1 năm sử dụng miễn phí bột giặt Joy. Đây. Đây gửi tặng cho hai bạn trước nha. Đây. Cảm ơn. Đây. Nếu như mà hai bạn tiến tới hôn nhân thì nhãn hàng bột giặt Joy 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong một sẽ tặng cho các bạn 2 cộng 1 là 3 năm. 3 năm sử dụng bột giặt Joy miễn phí. Quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ đăng ký tham gia chương trình ghép đôi thần tốc với phiên bản kết đôi như ý bằng cách tải và cài đặt ngay ứng dụng NetLove. Hãy truy nhập ứng dụng NetLove để được đăng ký tham gia chương trình nhanh nhất nha. Và một lần nữa các Tường xin cảm ơn nhãn hàng bột giặt Joy 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong một đã tài trợ chính cho chương trình, đã đồng hành cùng chương trình để tạo cơ hội cho các bạn gặp gỡ và kết đôi cùng nhau. Chúc các bạn hạnh phúc bên nhau và sớm báo tin vui cho chúng tôi nha.